Tây Du, bần tăng không muốn lấy Tây Kinh chương 18. Trư bát giới vội vàng tới gần, đè xuống tôn ngộ không ngồi. Còn thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn tôn ngộ không liếc mắt, ngay sau đó ngu ngơ cười, phu nhân, ta đây lão trư, chính là bộ mặt này, biết rõ trưởng xấu xí đi một tí. Ngươi đừng nhìn ta đây lão trư bộ dáng này, nhiều năm lúc trước, ta nhưng là thiên bồng đại nguyên soái chấp trưởng thiên hà một trăm ngàn thủy quân. Nguyên lai là cái này ngốc tử ở tôn ngộ không quan phong bậc mã ôn thời điểm còn từng bái kiến hắn đây chỉ là hàng này thế nào biến thành cái này đức hạnh vậy sao ngươi biến thành này tấm đức hạnh Nhất lên chuyện cũ trư bát giới thở dài này không phải là bởi vì xúc phạm giới luật của trời bị giáng chức hạ phàm nhưng không nghĩ đi nhầm rồi heo thai tôn ngộ không nở nụ cười thiên bồng nguyên soái ngươi nhìn một chút xem ta là ai ngay sau đó trực tiếp để lộ ra hình dáng cho trư bát giới bị dọa sợ đến trực tiếp ngã nhào trên đất. Đáng chết bật mã ôn, là người đáng chết này hầu. Trư bát giới nhìn tôn ngộ không, ánh mắt đổi một cái, tự hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt phức tạp. Hắn đứng dậy trực tiếp bay ra ngoài. Đứng lại, chạy đi đâu? Tôn ngộ không cũng đuổi theo. Vân sạn động ngoại. Vậy một chỉ heo nhìn không trung, ánh mắt phức tạp, khi thì cắn răng nghiến lợi, khi thì tràn đầy không cam lòng thống khổ, lại phản phất không thể làm gì, không có năng lực làm. Ngươi cái này ngốc tử, ngươi thế nào không trốn. Tôn ngộ không đuổi tới, nhìn trư bát giới phá lên cười. Bật mã ôm, ngươi đã ở, như vậy Tây Thiên Thủ Kinh Hòa Thượng khẳng định cũng ở đây. Trư bát giới trực tiếp làm hỏi. Nhìn trư bát giới không có cần động thủ ý tứ, Tôn ngộ không thu hồi kim cô bổng. Ngươi cũng biết rõ Tây Thiên Thủ Kinh Hòa Thượng. Tự nhiên biết rõ. Trư bát giới đơn giản đem sự tình nói một lần Là Bồ Tát bày mưu đặt kế Để cho hắn chờ ở nơi này người đi lấy kinh Sau khi nghe xong Tôn ngộ không thật lâu không nói gì Tự hồ liên nghĩ tới điều gì Mặc dù đường vũ không có rõ ràng nói cho hắn biết Nhưng là lại mơ hồ để lộ ra Cái gọi là Tây Hành bất quá chỉ là Phật môn âm mưu Mình là Bồ Tát bày mưu đặc kế Nói người đi lấy kinh sẽ cứu mình thoát khốn, hơn nữa làm cho mình một đường hộ tống hắn Tây Hành. Này ngốc tử lại cũng vậy. Phật môn an bài sự tình như thế, rốt cuộc muốn làm gì? Cao Thái Công nghe gia đình báo lại, nói pháp sư biến mất không thấy. Nhất thời để cho hắn tâm rét một cái, cái này cùng dĩ vãng tới hàng yêu pháp sư giống nhau như đúc, không giải thích được mất tích. Thánh tăng chuyện này, Cao Thái Công mới vừa còn muốn hỏi, liền bị Đường Vũ cắt đứt. Không cần lo lắng. Chỉ là hắn lại ở nói thầm trong lòng mà bắt đầu cái này hố hầu là chuyện gì không phải đã nói cho hắn biết để cho hắn nói cho trư bát giới mình là thỉnh kinh hòa thượng để cho hắn nhanh tới đây quỳ lạy làm sao sẽ biến mất đây nhưng là thánh tăng đồ đệ của ngài đã không thấy cái này cùng dĩ vãng pháp sư như thế cao thái công lo lắng nói nếu như không hàng phục được cái này trư yêu nếu như hắn trở về như vậy hậu quả khó mà lường được thí chủ không cần phải lo lắng ta đại đồ đệ thần thông quảng đại, đối phó một cái yêu quái, hay lại là dễ như trở bàn tay. Nếu như nói tôn ngộ không sẽ có nguy hiểm gì, đường vũ phải không mang tin tưởng. Không nói trước bọn họ đều là Phật môn sắp xếp người, chủ yếu là đầu heo kia cũng không phải con khỉ kia là đối thủ nha. Cho nên, đường vũ không lo lắng chút nào. Bây giờ hắn cân nhắc là một chuyện khác. Đó chính là Cao Thúy Lan cái kia nữ, nạo hắn lòng bàn tay ba cái đây là ý gì? đột nhiên, hắn con mắt có chút sáng lên. Mọi người đều biết, năm đó bộ đề tổ sư gõ rồi tôn ngộ không ba cái, để cho hắn canh ba đi tìm hắn, truyền hắn pháp thuật. Nếu như lúc ấy tôn ngộ không không có công khai, khẳng định như vậy chính là bỏ lỡ cơ duyên. Chẳng nhẽ Cao Thúy Lan cũng là cái ý này, làm cho mình vào lúc canh ba đi tìm nàng. Càng nghĩ càng có khả năng này. Nhưng là bần tăng, là một cái người xuất gia, vậy phải làm sao bây giờ nhỉ? Ở Cao Thái Công đi theo hạ, đường vũ gặm hai cái heo móng vuốt, ăn một cái đại cùi chỏ, uống đi một tí rượu. Sau khi cơm nước no nê, lúc này mới đi trở về Cao Thái Công vì chính mình an bài căn phòng nghỉ ngơi. Ở trong phòng hắn đứng ngồi không yên. Vào lúc canh ba mình là đi hay là đi đây? Cao Thúy Lan cái kia tiểu ni tử rõ ràng cho thấy muốn câu dẫn mình nha. A Di Đà Phật, bần tăng mặc dù là một người xuất gia, nhưng là cũng là một cái bình thường phái nam nữ thí chủ, chờ bần tăng. Tôn ngộ không cùng trư bác giới hai người đứng yên rồi hồi lâu, cũng không nói gì, phản phất cũng đang suy tư cái gì. Nghiêng đầu, hướng tôn ngộ không nhìn, trư bác giới cảm giác có chút thật đáng buồn, ngươi nghĩ gì vậy? Không có gì. Tôn ngộ không liên tục lắc đầu một cái. Hết thảy các thứ này, cảm giác càng ngày càng là Phật môn âm mưu rồi. Đột nhiên, trư bác giới mở miệng nói, sáng sớm kim sắc ánh ban mai, buổi tối hồng sắc vãn hà vốn là trưa thời điểm có đẹp để tử hà nói tới chỗ này hắn nhìn tôn ngộ không tôn ngộ không thần sắc ngẩn ra nước qua một tia mê mang, hắn phản phất không bị khống chế nói vậy bây giờ tử hà đây thế nhân đều biết chỉ có ánh ban mai cùng vãn hà căn bản không có buổi trưa tử hà lời vừa ra khỏi miệng tôn ngộ không cảm giác có chút kỳ quái chính mình làm sao sẽ hỏi ra lời như vậy hắn vội vàng lắc đầu một cái không suy nghĩ thêm nữa đi xuống chỉ là khóe miệng của trư bác giới lại nổi lên một tia không dễ dàng phát giác nụ cười không nói gì tôn ngộ không không nhúc nhích hắn cảm giác mình thật giống như thiếu sót cái gì tuy nhiên lại lại không nghĩ ra nói đến thật là kỳ quái hắn nhớ rõ ràng mình là từ trong đá đụng tới hết thảy trí nhớ đều có nhưng là hắn chung quy cảm giác mình thiếu mất cái gì tự hồ là không hoàn chỉnh tây thiên chúng phật thấy một màn như vậy đều không khỏi thở dài một cái xem ra hẳn không có gì ngoài ý muốn rồi như lai phật tổ cũng để lộ ra vẻ tươi cười xem ra hẳn không có gì ngoài ý muốn rồi phật tổ anh minh chúng phật một hồi nịnh bợ đánh ra như lai phật tổ cười chúng chiếm gật đầu một cái đối với bọn họ nịnh hóc phi thường hưởng thụ phật tổ ta cho là đợi trư bác giới về hàng trở về hẳn lập tức để cho bọn họ lập tức lên đường quan âm bồ tát đề nghị nói nàng nhìn một cái huyền quan kính dời đi ánh mắt quan âm tôn giả này là vì sao như lai phật tổ không hiểu chỉ một chút huyền quan kính quan âm bồ tát tỏ ý phật tổ nhìn này nhìn một cái con mắt của phật tổ nhất thời trận to đừng tam tạng ở trong phòng gấp đến độ vô cùng lo lắng này canh ba đến một cái chính mình không kịp chờ đợi mở cửa phòng ra đi ra ngoài nhưng là Cao Thúy Lan ở nơi nào nhỉ? Đường Vũ bước chân dừng một chút, tiện tay phóng tới một tên gia đình hỏi ca Di Đà Phật, dám hỏi các ngươi Cao Tiểu Tỷ ở nơi nào? Bần Tăng muốn cùng nàng tới một trận đi sâu vào trao đổi. Hơn nửa đêm hỏi thăm nhà mình tiểu thư chỗ ở. Nếu như trước mặt không phải một cái hòa thượng, gia đình cũng phải hoài nghi này có phải hay không là một cái dê sồn rồi. Không quá nhân gia là đại đường tới cao tăng, không thấy thái công cũng đối nhân gia một mực cung kính sao tiểu thư căn phòng ở quá hành lang giang thứ hai là được. Gia đình chỉ một chút nói như thật. A-di-đà Phật, đa tạ thí chủ. Đi tới cao thúy lan cửa gian phòng, lén lén lúc lúc hướng bốn phía nhìn một chút. Không người. Đường vũ gõ cửa một cái. Nữ thí chủ, bần tăng tới. Đường vũ vừa nói, một bên đẩy cửa ra. Cửa không có khóa. A-di-đà Phật. Xem ra nữ thí chủ, quấy nhiễu lòng bàn tay kia ba cái quả nhiên là cái ý này để cho canh ba đến tìm nàng nhìn cửa này cũng cho lưu được rồi đường vũ nhất thời hỏa nóng lên ngừng hốc vào phòng trở tay đem cửa cắm lên nữ thí chủ bần tăng tới vừa nghĩ tới cao thúy lan bộ dáng sợ kia mềm mại tay nhỏ cảm giác đường vũ làm chìm rồi một bãi nước miếng đi mẹ hắn tay kinh đi trước đẩy tới cái này nữ lại nói mặc dù không có thể ở lại chỗ này nhưng là hưởng thụ một chút cũng còn là có thể nữ thí chủ nữ thí chủ vậy làm sao không có tiếng đâu rồi sẽ không ngủ đi đường vũ sờ đen lên giường duỗi tay lần mò nguyễn hương vào ngực a à, đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi vang dội ở đường vũ bên tai đường vũ liền vội vàng che rồi miệng nàng nữ thí chủ là ta nha tiểu đường lúc này mượn yếu ớt ánh trăng cao thúy lan mới nhìn rõ đường vũ mặt ô ô rồi hai tiếng, ý tứ hắn có thể buông tay. Đường vũ buông tay ra, cười hắc hắc, nữ thí chủ, ở lòng bàn tay ta nạo rồi ba cái, tỏ ý ta canh ba tới, bần tăng tới. Ngươi vai diễn sao nhiều như vậy chứ? Cao Thúy Lan có chút không nói gì, chỉ là ở ngươi lòng bàn tay quấy nhiễu ba cái, chính là cho ngươi canh ba tới. Ta đây muốn quấy nhiễu năm lần, ngươi có phải hay không là được trời sáng tới nhỉ? Là bởi vì đường vũ nắm tay nàng không thả, nàng tránh thoát lơ đẳng chạm được rồi hắn lòng bàn tay. Chỉ là, không nghĩ tới như vậy một người xuất gia, lại khuya khoắt đi tới gian phòng của mình. Chẳng lẽ mình mị lực lớn như vậy sao? Cao Thúy Lan có chút thẹn thùng mà bắt đầu, đối với đường vũ cái này soái hòa thượng, nàng vẫn là rất thích. Chỉ là này khuya khoắt, đi tới nàng một cái nữ nhi gia khuê phòng, hay là để cho nhân rất xấu hổ. Nữ chủ đừng thẹn thùng, để cho bần tăng tới hướng dẫn ngươi. Đường Vũ vừa nói ôm chầm Cao Thúy Lan, Cao Thúy Lan giả bộ chối từ. Kết quả là U Tây U Tây Hắc Hưu Hắc Hưu Tây Thiên Chúng vật con mắt cũng xanh biếc, nhất là Như Lai, sắc mặt một mảnh lạnh lùng, lồng ngực chập trùng kịch liệt, một bộ phải bị tức điên dáng vẻ. Thân là một cái người đi lấy kinh, ăn huân uống rượu, bọn họ cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Thậm chí ngay cả sắc giới cũng phá. Phật môn mặt hoàn toàn bị mất hết. Quan âm Bồ Tát nhìn một cái, sắc mặt trở nên hồng, dời đi ánh mắt, vội vàng mặt niệm đôi câu tâm kinh, lúc này mới cảm giác kịch liệt tâm tình bình phục lại tới. Quan âm tôn giả, sau này ngươi chính là đi một chuyến đi. Như lai Phật tổ sợ hải đường vũ mê mệt ôm nhu hương, liền thỉnh kinh nhiệm vụ lớn đều quên. Để cho quan âm Bồ Tát đi xuống, có thể thích hợp thời điểm nhắc nhở hắn xuống. Cái này cùng Cao Thúy Lan đã xảy ra, bây giờ ngăn cản đã không còn kịp rồi. Đối với nhiệm vụ này, quan âm Bồ Tát có chút đánh sợ, bây giờ nàng đối đường vũ có nghiêm trọng cái nhìn. Có đến vài lần cũng hận không được xuất thủ giết chết hắn. Nhưng là Phật tổ chỉ ý không dám không nghe theo. Tôn Phật chỉ. Cùng lúc đó, hồng hoang một nơi. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai cái thánh nhân cũng ở đây bấm đốt ngón tay đến. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Rốt cuộc là ai đang xuất thủ, âm thầm nhúng tay hết thảy các thứ này Nhưng là tiếc núi là, vô luận hai người thế nào thôi toán cũng không tính ra Có thể để cho bọn họ không tính ra, trừ phi là khát thánh nhân nhúng tay Thái thượng lão quân là bọn hắn đại huynh, sâu không lường được Nếu như là hắn nhúng tay, thật có chút phiền phức Bất quá dưới cái nhìn của bọn họ, đại huynh hoàn toàn không cần thiết Nhúng tay đến tay hành nha Thông thiên vẫn còn ở hồng hoang giam cầm lắm có thể trực tiếp loại bỏ. Như vậy cũng chỉ còn lại có một cái, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tiếp dẫn chuẩn đề hai người liếc nhau một cái, với nhau đều có hoài nghi. Sự hoài nghi này đối tượng, dĩ nhiên chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn cái gì cũng không làm, một cái như vậy bô ỉa tử trực tiếp bấu vào trên đầu hắn, nếu như hắn biết rõ, rất có thể tức học máu. Mà giờ khắc này làm cho cả Tây Thiên Phật môn sắc mặt xám ngắt, để cho hai vị thánh nhân mộng bức kẻ cầm đầu, vẫn còn ở ôn nhu hương đây. Thật là sảng khoái nha. Đường vũ chỉ cảm giác mình xương cũng mềm. Ôn nhu hương, mộ anh hùng. Lời này quả thực không giả. Trải qua đường vũ một đêm cần mẫn khổ nhọc, Cao Thúy Lan phản phất càng xinh đẹp hơn. Cao Thái Công là một cái người từng trải, làm sao có thể không nhìn ra ở chính mình trên người nữ nhi xảy ra chuyện gì đây. Mà đường vũ cũng không có che giấu, kéo tay nàng nghênh ngang đi ra được tốt hiền tế nha cao thái công mừng rỡ vốn là lo lắng cho mình nữ nhi hôn nhân đại sự đâu rồi không nghĩ tới âm sai dương thác này không phải được sao ta ở nơi này cao lão trang là có danh tài chủ danh nghĩa có địa mấy trăm mẫu còn có một chút còn lại sản nghiệp liền lưu ở ta nơi này cao gia trang đi theo cao thái công đã cùng chính mình nữ nhi xảy ra sự tình như thế này cái con rể là không có chạy lưu lại, đường vũ ngược lại là rất muốn, tuy nhiên lại không làm được nha. Cha vợ, chuyện này tuyệt đối không thể, bần tăng người mang Tây Thiên Thủ kinh nghiệm vụ lớn, chính là phổ độ thế nhân đại thiện chuyện, sao có thể bởi vì cá nhân nhi nữ tình trường, mà đưa thiên hạ thương sinh với không để ý. Đường vũ một bộ đại từ đại bi bộ gián. Hắn trưởng vốn là trắng noãn, tuấn tú, này nghiêm nghị đứng lên, nhìn còn rất giống như như vậy cái đắc đạo cao tăng cao thúy lan sùng bái nhìn đường vũ liếc mắt nàng xem trung hòa thượng này quả nhiên không phải bình thường con lừa trọc mang lòng thiên hạ nha lời này của ngươi có ý gì cao thái công sắc mặt nhất thời rung lên chẳng lẽ ngươi muốn ăn không chút tạp chất không nhận trướng sao ta cao thái công ở nơi này cao gia trang không phải dễ trêu nếu như biết rõ mình nữ nhi bị người khác ăn xoa một chút miệng đi nha như vậy hắn còn có cái gì mặt mũi chờ đợi ở đây hoặc là có cái gì mặt chó sống sót hậu thế nha. Nằm tàm ngươi đại giả. Quy hiếp ta. Đường vũ nở nụ cười lạnh, lão tiểu tử, ngươi và ai được nước đây? Có tin ta hay không để cho đồ đệ của ta, cho ngươi này cao gia trang phá hủy? Cũng không nói không muốn nàng dâu, xinh đẹp như vậy nàng dâu ai không muốn. Nếu như có thể ở lại chỗ này, đường vũ khẳng định trực tiếp lưu lại, còn lấy vật gì trải qua. Nhưng là, này không phải thân bất do kỹ à. Không nghĩ tới cái này lão tiểu tử còn uy hiếp bên trên mình. Có phải hay không là cho ngươi mặt mũi rồi hả? Cao Thái công sững sờ, thế nào đêm này ra quên? Ngay sau đó tới lại lo lắng, cái này pháp sư cùng cái kia yêu quái đều biến mất cả đêm. Còn có thể trở về chưa? Cha, ta đã là tiểu đường người. Cao Thúy Lan xấu hổ nói, nữ nhi đời này sinh là hắn người chết là hắn quỷ. Ta biết rõ tiểu đường người mang trọng trách Càng là vì thiên hạ thương sinh Cho nên nữ nhi không oán không hối Ta sẽ chờ hắn Chờ hắn thỉnh kinh trở lại Cảm động nha Thật sự là quá cảm động Lan Lan ngươi thật sự là quá tốt rồi Ngươi yên tâm Đoạn đường này ta nhất định thiếu cho ngươi phát triển mấy người tỉ muội. Đường vũ cảm động nhìn cao thúy lan 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 Ngươi yên tâm Ta quyết không phụ ngươi Chờ ta thỉnh kinh trở lại Ta liền cưới ngươi Ta chờ ngươi nhìn một cái tình hình này cao thái công còn có thể nói cái gì hắn bất đắc dĩ thở dài con gái lớn không dùng được lúc này lưỡng đạo thân ảnh thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở trong sân chính là tôn ngộ không cùng trư bác giới hai người tôn ngộ không kéo trư bác giới lỗ tai cười về phía trước ngươi cái này ngốc tử còn không mau theo ta đi bái kiến sư phó đi thấy bọn họ trở lại đường vũ không có bất kỳ ngoài ý muốn Cao Thái Công đám người nhất thời đứng lên, kinh hoàng nhìn trư bát giới. Đối với trư bát giới bọn họ vẫn là rất sợ hãi, chính là chỗ này chỉ yêu quái, ở chỗ này gây sóng gió, càng là khóa Cao Thúy Lan ba năm. Cao Thúy Lan khẩn trương nắm đường vũ tay. Đừng sợ, ta sau này để cho hắn cho ngươi quỳ xuống. Đường vũ dững dưng nói. Nhìn hai người thân mật dáng vẻ, trư bát giới ngẩn người, không phải đâu, chính mình bái đường nàng dâu, rơi xuống hòa thượng này trong tay nhìn dáng vẻ tựa như có lẽ đã rất rõ ràng rồi lấy trư bát giới pháp lực tự nhiên có thể thấy được cao thúy lan đã không phải là hoàng bích chi thân rồi chỉ là hắn không phải là một hòa thượng sao ngươi cái này ngốc tử nhìn gì chứ còn chưa cút đi qua bái kiến sư phó Công ngộ không nhìn cái này ngốc tử ngốc lăng lăng đứng đá hắn vẽ mặt đệ tử heo vô năng được quan âm bồ tát điểm hóa chờ ở nơi này người đi lấy kinh đệ tử nguyện ý đưa sư phó một đường tây hành Trư bác giới nói. Nhìn mình nàng dâu cùng sư phó như vậy thân mật, trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Liền biết rõ tránh không thoát. Dựa theo đường vũ suy nghĩ, tốt nhất không thu trư ngộ năng, này rõ ràng là không thể nào. Phật môn những thứ kia biết độc tử trù mưu lâu như vậy, làm sao có thể bị chính mình dễ như trở bàn tay đánh loạn kế hoạch của bọn họ đây. Chuyện cho tới bây giờ, đường vũ không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói, ngươi liền kêu trư bác giới đi. Hắn vừa mới muốn nói, ngươi liền kêu hai ngốc tử đi. Cái tên này khó nghe, trư bác giới có thể cũng không chấp nhận, cho nên chỉ có thể dựa theo vốn là kịch bản lại rồi. Đa tạ sư phó. Trư bác giới đứng dậy. Cái này lan lan, sau này sẽ là sư mẫu của ngươi rồi. Đường vũ chỉ một chút cao thúy lan. Ý kia rất rõ ràng, đây là ta nữ nhân, sau này ngươi cho ta ngừng, vội vàng đem ngươi những thứ ngổn ngang kia xấu xa tư tưởng cho ta thu. Trư bác giới kinh ngạc nhìn đường vũ liếc mắt, luôn cảm giác cái này người đi lấy kinh có chút kỳ quái. Không hề giống là một người xuất gia. Lại phá sắc giới, chẳng lẽ nói hòa thượng còn có thể đón dâu hay sao? Đúng sư phó. Trư bác giới cung kính đáp một tiếng. Hắn đối đường vũ hòa thượng này, hoàn toàn không có một chút hảo cảm, chỉ mong hắn giác băng thoáng cái đã chết rồi. Đương nhiên, hắn chỉ là nghĩ như vậy nghĩ. Đây là Phật môn an bài người đi lấy kinh, làm sao có thể như vậy dễ như trở bàn tay tử đây? Thánh Tăng, chuyện này. Cao Thái Công đám người mộng bức nhìn hết thảy các thứ này. Đây là chuyện gì xảy ra? Nhìn ý tứ, con heo này yêu cũng là cái này Thánh Tăng đồ đệ. Cái gì này vậy, đây cũng là đồ đệ của ta rồi, vội vàng chuẩn bị thức ăn chiêu đãi một chút. Đường Vũ tức giận liếc hắn một cái. Lão tiểu tử sẽ không tới chuyện đây. Cái gì cũng không phải. Cao Thái Công vẫn còn ở mộng bức chính giữa, hắn mơ hồ cảm thấy sự tình tựa hồ có hơi không ổn. Ngay từ đầu chỉ là trư bác giới một người tại hắn gia ăn ăn uống uống, nhưng tối thiểu trư bác giới làm việc, hơn nữa còn rất có thể làm. Bây giờ, thật giống như biến thành ba cái ăn chùa uống chùa, còn không có rồi làm việc nhân, sợ hơn là, còn đem nữ nhi nhập vào. Vội vàng phân phó người làm đi chuẩn bị thức ăn rồi. Nhìn trên bàn thịt cá, ẩn nút trong bóng tối sắc mặt của quan âm Bồ Tát như thường, sắc mặt lạnh nhạt. Nàng đã thành thói quen một màn này rồi. Bây giờ đã nhận trư bát giới, mặc dù có chút nhỏ nhẹ sai số, nhưng là tối thiểu không có gì đặc biệt khinh thường ngoại. Cho nên quan âm Bồ Tát vẫn là rất vui vẻ yên tâm. Dưới cái nhìn của nàng, đường tam tạng hẳn lên đường. Nhưng là sau khi cơm nước xong, đường tam tạng dắt Cao Thúy Lan đi trở về phòng. Quan âm Bồ Tát nhìn một cái, thiếu chút nữa không có từ đám mây rơi xuống khỏi đi. Đáng chết này đường tam tạng, rốt cuộc lại mê mệt vào ôm nhu hương. Nếu như có thể, nàng thật rất muốn đánh chết đường tam tạng. Ổn định một chút tâm thần, không dám nhìn nữa. Chuẩn bị đợi đường tam tạng kết thúc, chính mình phát hiện thân thúc giục bọn họ mau tới đường. Con mắt của trư bác giới trận thật lớn, trơ mắt nhìn đường vũ cùng Cao Thúy Lan đi vào nội các, hầu ca, sư phó hắn. Có cái gì kỳ quái, sư phó là vô thịt không vui. Tôn ngộ không đã sớm thấy có lạ hay không? Chờ đường vũ từ căn phòng đi ra, đã sáng ngày thứ hai rồi. Sợ hãi đường vũ lần nữa chui vào ôm nhu hương, quan âm Bồ Tát vội vàng hiện thân. Cao Thái công đám người tại sao từng bái kiến chân chính tiên Phật nha? Vội vàng quỳ đến trên đất. Bái kiến quan âm Bồ Tát. Đường vũ ngáp, cà sa xuyên cũng có chút lôi thôi lết thích, hai ngày này hắn đã mơ hồ có vành mắt đen thản nhiên nhìn quan âm bồ tát liếc mắt hắn đi tới bên cạnh bàn ăn bắt đầu ăn bữa ăn sáng tới trực tiếp đem quan âm bồ tát không thấy đường tam tạng thấy ta tại sao không bái quan âm bồ tát có chút hơi giận lại bị đường vũ làm như không thấy cái này còn là lần đầu tiên như vậy bị người không nhìn đây trong ngày thường thấy nàng ai không phải một mực cung kính há bái kiến bồ tát đường vũ cầm trong tay đùi gà ăn nhìn đều không nàng liếc mắt. Cao Thái Công đám người mồ hôi lạnh quét quét lưu, đại đường tới thánh tăng quả nhiên đi tiểu tính, liền quan âm Bồ Tát cũng không coi vào đâu. Đây là một ngoan nhân nha. Đường Tam Tạng, thân vì một người xuất gia như ngươi vậy còn thể thống gì? Quan âm Bồ Tát hét lớn một tiếng, xen lẫn pháp lực, chấn đường vũ đầu vo ve. Cùng lúc đó Tôn Ngộ không đột nhiên tiến lên một bước, hét dài một tiếng. Đường vũ có chút mê muội đầu trong nháy mắt khôi phục bình thường. Ngộ hố, tốt lắm. Sư phó trong ngày thường không có uổng phí thương ngươi. Sau này có nữ yêu tinh, dập đầu sầm vi sư khẳng định để lại cho ngươi. Công ngộ không, ngươi nghĩ cùng ta động thủ sao? Quan âm Bồ Tát hoàn toàn tức giận. Này bị đường vũ không nhìn vậy thì thôi, bây giờ con khỉ này cũng dám nhảy đến trước mặt mình được nước rồi. Nghĩ đến đây, quan âm bồ tát càng là giận không chỗ phát tiết nếu như cho tôn ngộ không đeo lên kim cô chú kia yêu cầu phí chuyện lớn như vậy kim cô chú nhất niệm bảo đảm để cho tôn ngộ không ti phục đáng tiếc nha bây giờ chỉ có thể tưởng tượng rồi tôn ngộ không cười hắc hắc hắn là ta đây lão tôn sư phó ta đây lão tôn tự nhiên muốn bảo vệ hắn cảm giác đường vũ tự hồ cũng đang mưu tính đến phật môn cái gì mặc dù hắn tay trói gà không chặt nhưng là tôn ngộ không lại đối đường vũ có một loại không giải thích được lòng tin. Tự hồ cái này con lừa trọc, thật có thể làm ra một ít không ngờ sự tình. A-di-đà Phật Quan âm Bồ Tát đọc một câu Phật hiệu, đường tam tạng, chuyện chỗ này, tại sao còn không mau lên đường? Chỉ cần đường tam tạng mau tới đường, nàng là có thể hồi linh sơn phục mệnh. Ở chỗ này quá tức giận rồi. Dễ dàng bị làm ra tắc mạch máu não. Chủ yếu nhất là, mỗi lần thấy đường vũ quan âm bồ tát đều không cách nào bình tĩnh lại tâm cảnh càng ngày càng không yên ở tiếp tục như thế nàng tu vi đừng nghĩ đang làm đột phá qua mấy ngày rồi hãy nói đường vũ thuận miệng nói ở chỗ này ăn uống sảng khoái còn có nàng dâu ai muốn đi nha huống chi cùng nàng dâu còn chưa lành tốt ôn tồn hai ngày đây ngươi đừng quên ngươi là một người xuất gia quan âm bồ tát quát khẽ một tiếng thân thể cũng đang khẽ rung đến, như vậy có thể thấy bị đường vũ tức không nhẹ. Người xuất gia Ngươi cho rằng là mệt sức muốn làm cái này người xuất gia nha. Bồ Tát thương lượng, Tây Thiên ta không đi, các ngươi biến thành người khác được không? Đường Vũ Phi thường chân thành nhìn nàng. Không đi thủ kinh. Cái này không thể được, nếu như đường Tam Tạng không đi, ai để hoàn thành Tây Du lượng kiếp? Có thể nói hiện tại Phật Men Chê sao chuyện đều có thể để ở một bên, tự do lượng kiếp đường tam tạng đám người bọn họ này mới là trọng yếu nhất nếu như này muốn bỏ gánh không làm vậy không trúng độc rồi sao đường tam tạng thử đi tây hành tuy có nhiều chút chật vật lận đận tuyệt đối không thể bởi vì một điểm nhỏ thất bại mà buông tha quan âm bồ tát thần sắc hòa hoãn lại tự hồ thật sợ hãi đường vũ bỏ gánh không làm chờ tự do kết thúc các ngươi đều là phật môn bề tôi có công thành tựu phật vị dễ như trở bàn tay nàng bắt đầu lấy tình động hiểu chi lấy lý rồi. Mặc dù bị đường vũ tức quá sức, nhưng ở như thế nào nổi giận, cũng phải nhịn chịu nhịn. Bởi vì bây giờ Phật môn không thể thiếu hắn. Chỉ là thấy đường tam tạng kia một bộ dưỡng dưng dáng vẻ, quan âm liền có một loại muốn xuất thủ, trực tiếp giết chết hắn xung động. Bất quá, chờ hắn hoàn thành tây du lượng kiếp, còn nhìn hắn như thế nào cùng chính mình được nước. Khi đó, hắn không có gì giá trị lợi dụng, hoàn toàn có thể tứ vô kỵ đạn xuất thủ. Nghĩ đến đây, quan âm Bồ Tát nhất thời có một loại bọn họ nhanh lên một chút đến Tây Thiên khát vọng. Nghe vậy, đường vũ kinh thường cười một tiếng, thành Phật, không có hứng thú. Cao thái công đám người, nhất thời ngược lại hít một hơi mì lạnh. Đại đường tới Thánh Tăng chính là không bình thường, đối thành Phật cũng không có hứng thú. Thành Phật là bao nhiêu người tu Phật tha thiết ước mơ. Tu Phật vì cái gì? còn không phải là vì thành Phật sao? Đường Tam Tạng, con đường về hướng Tây, tuyệt đối không thể trì hoãn, bổn tọa nói đến thế thôi, ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Quan âm Bồ Tát nói xong cũng biến mất ở rồi trước mắt mọi người. Nàng sợ hãi ở đời tiếp, chính mình không nhịn được xuất thủ giết chết nha. Nhìn quan âm rời đi, đường vũ kinh thường cười một tiếng, ung dung thông thả ăn điểm tâm xong, kéo cao Thúy Lan lần nữa đi trở về phòng. Sau khi ăn xong vận động một cái, đối thân thể hữu ích. Cũng không có đi xa quan âm Bồ Tát, thấy một màn như vậy, suýt nữa không có đánh trở lại. Trư bác giới cùng tôn ngộ không liếc nhau một cái, trư bác giới cười ha hả nói, hầu ca, người sư phụ này thế nào liền quan âm Bồ Tát cũng dám đổi nhỉ. Người hảo hảo đi theo sư phó thì phải, khi nói nhảm nhiều như vậy. Con khỉ nhìn giờ ngọ Thái Dương, hắn cảm giác lúc trước đẹp nhất thời điểm, tựa hồ đang giữa trưa Thái Dương cũng có sáng mờ, có thể là làm sao sẽ không thấy. Xem ra cái này người đi lấy kinh tự hồ cũng cùng Phật môn đối mặt. Khóe miệng của trư bác giới nổi lên một tia không dễ dàng phát giác vi tiếu. Trong ngày thường nhìn trư bác giới ngơ ngác dáng vẻ, nhưng là hắn đã từng nhưng là thiên bồng nguyên soái xuất lĩnh thiên hà một trăm ngàn thủy quân. Nếu quả thật này tấm thật thà bộ dáng, làm sao có thể lên làm nguyên soái đây? Càng làm sao có thể để cho thuộc hạ tinh phục đây? Cho nên trư bác giới không ngốc, thậm chí một ít chuyện so với hắn tôn ngộ không biết rõ càng nhiều. Này hai ngốc tử cũng thu. Đường vũ lại như thế nào mê mệt ôm nhu hương, cũng không thể như vậy một mực đời tiếp nha. Chủ yếu nhất là hai ngày này thân thể của hắn có chút không chịu nổi. Phát hư. Cùng Cao Thái công chào tạm biệt xong, vô cùng lo lắng cưỡi lừa lên đường. Cao Thúy Lan đưa mắt nhìn hắn đi xa, trong mắt trưng trưng, giống như là một khối hòn vọng phu như thế, đứng ngơ ngác. Thấy đường vũ rốt cuộc lên đường, toàn bộ Tây Thiên Phật môn đều không khỏi thở vào nhẹ nhõm. Nhất là như Lai Phật tổ, đã nhiều ngày đường vũ hàng đêm mê mệt ôm nhu hương, để cho sắc mặt hắn, cũng càng thêm xanh mét đi xuống. Phật môn mặt đã sớm bị ném vào. Nếu như không phải đường vũ người mang thỉnh kinh nhiệm vụ lớn, hắn đều muốn tự thân xuất thủ, đưa hắn đi luân hồi chuyển thế. Ngân đầu yết đế, ngươi sau này đi đem cao thúy lan mang về. Như lai Phật tổ phân phó, này đường tam tạng càng ngày càng không nghe lời liền quan âm bồ tát cũng dám chống đối rồi sự tình càng ngày càng vượt qua nắm trong tay có thể vô luận như thế nào nhất định phải đem đường tam tạng nắm trong tay để cho hắn hoàn thành tây hành sở dĩ đem cao thúy lang mang về cũng coi là giữ lại một tay chuẩn bị lúc mấu chốt có lẽ chỉ có dùng công phật chỉ ngân đầu yết đế đáp một tiếng hướng hạ giới đi Cao Thúy Lan nhìn đường vũ đi xa, nàng rất muốn giữ đường vũ lại đến, nhưng là biết rõ mình nam nhân người mang thiên hạ. Như vậy có chí hướng nam nhân đi nơi nào đi tìm. Cho nên hắn không thể ngăn cản, nàng có thể làm chỉ là ở chỗ này chờ đường vũ trở lại. Quang mang chợt lóe, ngân đầu yết đế xuất hiện. Cao Thái công sống cả đời không có bái kiến thần tiên cái gì, hai ngày này những thứ này cái gọi là thần tiên liên tiếp nhảy ra ngoài. Ta là Tây Thiên Đại Lôi Âm Tự, ngân đầu yết đế ngân đầu yết đế tự giới thiệu sau nói rõ ý đồ ngã phật nhìn cao thúy lan có tuệ căng đặt để cho ta tiếp nàng đi tây thiên ở tạm tu hành vô thượng phật pháp đại đạo ngân đầu yết đế lời nói này nói rất thông minh nói thẳng cao thúy lan có phật duyên ta muốn mang nàng đi tu hành như vậy chương hiển phật môn từ bi càng là cùng phật ý phật độ thương sinh bổn ý giống nhau trải qua bọn họ cổ động tuyên truyền còn có thể để cho khác nhân biết rõ phật môn từ bi chỉ cần ngươi có phật ý ngươi nghiêm túc thành kính tu hành chúng ta sẽ độ ngươi nghe được ngân đầu yết đế lời nói này tại phía xa tây thiên như lai phật tổ cũng không khỏi gật đầu một cái lão tiểu tử này còn rất biết nói chuyện xem ra sau này có cơ hội có thể bồi dưỡng một chút trọng dụng một phen chuyện này cao thúy lan nhất thời còn chưa phản ứng kịp bất quá cao thái công xem ra đây là chuyện tốt đây là bao nhiêu nhân tha thiết ước mơ sự tình đây đa tạ bồ tát cao thái công vội vàng nói tạ cao thúy lan chẳng lẽ ngươi không muốn sao thấy cao thúy lan không nói gì ngân đầu yết đế khẽ quát một tiếng lúc này cao thúy lan mới phục hồi tinh thần lại tiểu đường bọn họ chính là đi tây thiên đại lôi âm tự thỉnh kinh tự đi còn có thể thừa dịp còn sớm thấy tiểu đường nghĩ như vậy cao thúy lan liên tục đáp ứng đứng lên đệ tử cao thúy lan nguyện ý theo bồ tát đi ngược lại quỳ lạy cha mẹ mình cha mẹ tha thứ nữ nhi bất hiếu bị trư bác giới bắt đi ba năm không có tẩn hiếu lần này vốn chuẩn bị thật tốt hiếu kính cha mẹ mình để cho bọn họ có một cái an tường tuổi già nhưng là không nghĩ tới chính mình thậm chí có như vậy cơ duyên cao thúy lan không thể không nghĩ tới cự tuyệt nhưng là vừa nghĩ tới tiểu đường nàng nhưng không có cự tuyệt dũng khí nữ nhi đi đi đây là cơ duyên đừng lo chúng ta cao thái công nước mắt chảy ra như vậy cơ duyên là bao nhiêu nhân tha thiết ước mơ tại sao có thể cự tuyệt đây ngân đầu yết đế vung tay lên mang theo cao thúy lan rời đi như vậy cơ duyên rất có thể cũng là bởi vì đường vũ duyên cớ cao thái công còn cùng người khác cổ động tuyên truyền mà bắt đầu từ đường triều tới hòa thượng người mang trọng trách phải đi tây thiên bái phật cầu kinh hơn nữa hòa thượng này còn ăn thịt uống rượu Đương nhiên, tuyên truyền nhiều nhất còn là chính mình nữ nhi cao thúy lan sự tình, có Phật duyên, bị Bồ Tát phổ độ đi nha. Đại đường hòa thượng ăn thịt uống rượu, nhất thời truyền khắp cao gia trang mỗi một xó xỉnh. Tọa lạc tại cao gia trang một nơi tự miếu, một cái tám mười mấy tuổi lão phương trượng, vốn là đục ngầu đến cặp mắt, giờ phút này nổi lên một tia thanh minh, trung trung rẫy rẫy phân phó, đi dưới núi, cho vi sư mua chút thịt trở lại, ta hôm nay bắt đầu muốn ăn huân. Từ tuổi thơ bắt đầu, liền quy y phật môn tu tập phật pháp nhớ phật môn ngũ giới tam luật nguyên tưởng rằng chỉ cần mình đủ thành thật sẽ thấy phật một mặt nhưng là tu hành nhiều năm như vậy lại cứ trời không có một cái ăn thịt uống rượu hòa thượng có thể bị phật môn ủy thác trách nhiệm nặng nề đi trước tây thiên thủ kinh này nghiêm trọng để cho hắn hoài nghi chính mình tín ngưỡng cùng tu hành phương thức có phải hay không là đúng không sư phó ngài nói cái gì muốn ăn thức ăn mặn. Môn hạ đệ tử lấy vì mình nghe lầm, lần nữa hỏi qua một lần. Sư phó nhưng là nổi danh cao tăng, khi còn bé xuất gia vì tăng, cả đời thành khẩn giống như Phật, từ chưa bao giờ làm làm trái Phật lý chuyện. Đây là thế nào? Lại muốn ăn huân? Giới sắc, ngươi không nghe được sao? Một cái ăn thịt uống rượu hòa thượng, lại bị Phật môn an bài đi Tây Thiên, cầu lấy chân kinh, mà vi sư cả đời hướng Phật, nhưng ngay cả Phật diện cũng không nhìn thấy, cho nên đã như vậy, vi sư còn thủ cái gì thanh quy giới luật nha. Lão phương trượng phản phất trong nháy mắt già mấy chục tuổi, chỉ là thần sắc lại mang theo một tia tự dẻo. Đúng sư phó. Đệ tử ứng một thân, vội vàng xuống núi mua thịt đi. Hắn cũng phi thường sẽ đến chuyện, có thịt không rượu làm được hả? Kết quả là, lại mua chừng mấy vò rượu. Lão phương trượng cùng trong chùa đệ tử uống, uống nét mặt già nua đỏ bừng. Giới sắc, đỡ vi sư, nghe nói dưới núi có gia thanh lâu. Lão phương trượng uống có chút mắt say mê ly, lớn tuổi, không khỏi tử lực. Này uống một chút rượu, hắn càng cảm thấy tín ngưỡng sụp đổ. Ăn thức ăn mặn, phá giới. Này phá một cái cũng là phá, phá hai cái cũng là phá, không có gì khác nhau. Cái này không, chuẩn bị xuống núi tìm nữ nhân đi. Còn nhỏ xuất gia lão phương trượng, đều đã hơn 80 rồi, còn không biết rõ nữ nhân cái gì mùi vị đâu rồi, lần này phải hưởng thụ một chút. Môn hạ đệ tử cũng uống nhiều rồi, bọn họ đại đa số đều là huyết khí phương cương hòa thượng, nghe sư phó nói như vậy, cũng muốn biết một chút về. Kết quả là, một đoàn hòa thượng mênh mông cùng cuộn hướng thanh lâu đi. Lão phương trượng lớn tuổi, là bị thuộc đi. Môn hạ một cái đệ tử còn là phi thường sẽ đến chuyện, nhìn như vậy, sư phụ mình khẳng định không được chủ động cùng Mumi chào hỏi một tiếng cầm ít thuốc cho sư phụ mình dùng sáng sớm ngày thứ hai tiếng kêu sợ hãi truyền tới là một cái thanh lâu nữ tử gọi ra chờ mọi người đuổi đến phòng thời điểm phát hiện lão phương trưởng đã cười chúng chiếm viên tịch rồi hòa thượng ăn thịt sự tình nhất thời nhanh chóng hỏa khắp lan tràn nhân gia đi tây thiên thủ kinh hòa thượng cũng ăn thịt chúng ta kém cái gì nha ăn thì xong rồi ăn thịt hòa thượng đi dạo thanh lâu hòa thượng nhất thời nhiều hơn ngay từ đầu người khác còn cảm giác kỳ quái đâu rồi sau đó cũng liền thấy có lạ hay không mà tạo thành hết thảy các thứ này kẻ cầm đầu đường vũ đảo cưỡi lừa đã mạng mạn rời đi cao lão trang chỉ là vừa rời đi không lâu gợi ý của hệ thống thanh âm liền truyền đến tới đinh chúc mừng ký chủ thay đổi phật môn tây du thế đi từ phật môn cướp đoạt khí vận Khen thưởng 500.000 khí vận giá trị Từ Đây là chuyện gì xảy ra Chẳng lẽ là bởi vì Cao Thúy Lan sao Chính mình phá sắc giới Chỉ là lần này thế nào khen thưởng nhiều như vậy Hắn nơi nào biết rõ Cũng bởi vì hắn Đưa đến một ít hòa thượng hoàn toàn lăn lộn rối loạn lên Đủ loại phá giới rồi Phật môn tín đồ Đều bắt đầu hoài nghi mình tín ngưỡng Phần thưởng này tự nhiên nhiều hơn Suy nghĩ hồi lâu đường vũ cũng không suy nghĩ ra bất quá hắn người này cũng không phải một cái để tâm vào chuyện vụn vặt nhân không nghĩ ra liền không muốn bây giờ mình có một tấm nhân tiên tu vi thẻ hẳn là bước vào nhân tiên cảnh giới lúc hắn hiện tại có che đậy thiên cơ trận hoàn toàn không lo lắng người khác sẽ phát hiện sử dụng nhân tiên tu vi thẻ đường vũ trao đổi hệ thống ký chủ sử dụng nhân tiên tu vi thẻ bước vào nhân tiên cảnh xác nhận hủy bỏ. Xác nhận. Đường vũ xác nhận đi xuống, trong nháy mắt này, hắn mơ hồ cảm giác một cổ lực lượng trong nháy mắt tràn ngập toàn thân mình. Này là phàm nhân căn bản không hiểu lực lượng. Mặc dù nhân tiên là tầng dưới chót nhất cảnh giới, nhưng là không có bước vào thời điểm, thì sẽ không giải loại này trên lệch, thật là khác nhau trời vực. Đường vũ có một loại muốn tìm như lai Phật tổ làm một trận xung động. Bất quá, chỉ là suy nghĩ một chút thôi mặc dù bước vào nhân tiên để cho hắn tự cho là đúng có chút thực lực nhưng là cùng phật tổ so với cái gì cũng không phải công ngộ không đại la kim tiên tu vi đều bị như lai phật tổ dễ như trở bàn tay đặt ở ngũ chỉ sơn hạ kéo đến đi đường vũ buông tha cái này tự sát xung động hắn che đậy thiên cơ trận gia trì ở thân mình cho nên không có bất kỳ người nào cảm thấy đường vũ đột phá giờ phút này hắn lại nhưng đã là nhân tiên tu vi đột phá đến nhân tiên, hắn cảm giác mình có thể nhìn xa hơn, nghe cũng càng rõ ràng. Thực lực, quả nhiên là một thứ tốt nha. Đột nhiên, trên người đường vũ nhiều hơn một tia linh hoạt kỳ ảo cảm giác, cái này làm cho tôn ngộ không cùng trư bát giới đều cảm giác được kỳ quái, nhất là tôn ngộ không thậm chí vận dụng hỏa nhãn kim tinh đi xem, nhưng là đường vũ vẫn như của một cái trói gà không chặt chi lực phàm nhân. Nhưng là loại cảm giác này đến từ đâu đây? Sư phó, chúng ta nghỉ ngơi một hồi đi. trừ bác giới cái này hai ngốc tử kêu la mệt mỏi. này mới vừa đi ra bao xa nha, cái này ngốc tử dĩ nhiên cũng làm kêu mệt. quả nhiên là một con heo, tự hồ trừ ăn ra ngủ, gì cũng không biết rồi. đang nhìn nhìn ngộ hố, một bộ sinh long hoặc hổ dáng vẻ. đường vũ vỗ một cái lừa cái mông, tỏ ý nghỉ ngơi một chút. bác giới, ngươi thể lực không được đâu, thiếu sót đúc luyện nha đường vũ có thuốc lá tha ở ngoài miệng lần đầu thấy như vậy cái bốc khói đồ chơi rút ra một cái đường vũ hay lại là vẻ mặt hưởng thụ biểu tình cái này không do để cho trư bác giới tới lòng hiếu kỳ sư phó đây là cái gì nhỉ đây chính là cái thứ tốt có thể hóa giải mệt nhọc đường vũ thuốc lá lấy ra tới một cây hơi do dự một chút trư bác giới cầm lấy một cây học đường vũ dáng vẻ điểm Kết quả là, thầy trò ba người, mỗi người ngậm thuốc lá, hút. Cách thật xa nhìn một cái, đây quả thực là ba cái nên máng, lưu manh. Bác giới, vi sư biết rõ, bởi vì ngươi sư mẫu sự tình, ngươi thật buồn rầu, đến lúc hạ một chỗ, vi sư thật tốt bồi thường ngươi. Trư bác giới liền liền nói không dám không dám. Thực ra hắn tâm lý quả thật thật buồn rầu, bái đường nàng dâu, lại thành chính mình sư mẫu. Đoạn đường này, nhất định là có không ít thanh lâu hưởng thụ địa phương vi sư mang bọn ngươi hưởng thụ một chút tử đường vũ cười hắc hắc con mắt của trư bác giới sáng lên ngay sau đó lo lắng mà bắt đầu sư phó chúng ta là hòa thượng hay lại là vân mệnh đi tây thiên thủ kinh này được không vừa nghĩ tới đi dạo thanh lâu trư bác giới cũng có chút động tâm chỉ là được suy tính một chút phật môn có vi sư ở không cần sợ về phần kim tiền sự tình ngươi cũng không cần quan tâm, vi sư coi như bồi thường ngươi, cho ngươi một chút an ủi. Đường vũ chuẩn bị ngược lại là đem tử kim bình bác cùng thiền trượng cầm cố, đi đổi phiêu tư. Nếu như quan âm Bồ Tát biết rõ giờ phút này hắn ý tưởng, không biết rõ có thể hay không tức một con trực tiếp đã hôn mê. Vừa nghĩ tới đường vũ liền Bồ Tát cũng dám đổi, tự hồ căn bản không có đem Phật môn coi ra gì. Trư bác giới ngu ngơ cười một tiếng, ta đây lão trư, nghe sư phó an bài. Vừa nghĩ tới người đi lấy kinh dẫn đầu, dẫn của bọn hắn đi dạo thanh lâu, trư bác giới cảm giác có chút tức cười. Thông qua những ngày qua sống chung, hắn đã biết rõ đường vũ này trên căn bản chính là thuộc về một cái giả hòa thượng, đủ loại ăn nhậu chơi bời. Ăn uống chơi gái đánh cược rút ra, đã sắp muốn ngủ độc đều đủ rồi. Đột nhiên, trư bác giới có chút mong đợi nổi lên Phật môn những người đó sắc mặt. Tân tân khổ khổ chọn người đi lấy kinh, lại biến thành này tấm đức hạnh bất quá trư bác giới cũng cảm giác rất kỳ quái ai không biết rõ đường tam tạng chính là tây thiên kim thiền tử chuyển thế một lòng hướng phật cửu thế cũng đi con đường về hướng tây mặc dù đều chết ở trên đường nhưng là hắn hướng phật chi tâm nhưng lại chưa bao giờ sửa đổi thế nào đến nơi này một đời nổi danh thánh tăng biến thành cái này đức hạnh nghỉ ngơi chốc lát thầy trò vài người lần nữa lên đường ẩn nút trong bóng tối quan âm âm thầm gật đầu một cái người kế tiếp kiếp nạn đã sớm sắp xếp xong xuôi là hoàng phong đại vương đừng xem cái này yêu quái pháp lực bình thường nhưng là hóng gió đúng là trong truyền thuyết tam muội thần phong có thể khiến thiên địa ám có thể để cho quỷ thần khóc quan âm bồ tát vung tay lên ở bên cạnh xuất hiện một tòa nông gia cùng lúc đó nàng cũng biến thành lão phụ này một khó khăn con mắt của tôn ngộ không bị thương Đến nơi này nàng tới tu dưỡng, sau đó thông qua linh các Bồ Tát định phong châu, bắt được cái này yêu vật. Như vậy này mấy khó khăn cũng sẽ hoàn thành. Giờ phút này đường vũ còn yên lặng đang đột phá ở nhân tiên tu vi sau đắc ý đâu rồi, hoàn toàn không biết rõ người kế tiếp kiếp nạn, bất tri bất giác đã tới. Bất quá, dù là hắn lại là biết rõ, cũng sẽ không để ý. Gặp chiêu phá chiêu, thì xong rồi. Phật môn về điểm kia phá thủ đoạn, hắn đều lòng biết rõ. Đột nhiên một trận cùng phong vạch qua, thổi đường vũ đều có chút trận không mở con mắt rồi, này chuyện gì? Có yêu khí. Tôn Ngộ không nhặt lên kim cô bỗng hướng một bên đánh tới, nhưng là yêu quái phi thường thông minh, xoay người chạy, Tôn Ngộ không đuổi theo chạy tới. Tại hắn mới vừa rời đi, một đám yêu quái lần nữa đi ra, trư bác giới nhặt lên cửu sĩ Đinh Ba cùng bọn họ đại chiến với nhau. Những yêu quái đó vô tình hay cố ý, Vừa đánh vừa lui, bất tri bất giác liền đem trư bác giới dẫn tới một bên. Điệu hổ ly sơn. Thấy một màn như vậy khóe miệng của đường vũ treo lên một tia khinh thường cười lạnh. Một trận cùng phong vạch qua, cuốn lên đường vũ hướng xa xa sơn động bay đi. Đây chính là đằng vân giá vũ cảm giác sao? Còn rất thoải mái. Đường vũ không khỏi hưởng thụ đứng lên, nhưng là không hưởng thụ bao lâu hắn đã rơi vào yêu quái trong động vũ. Bốn phía tiểu yêu trong tay vung binh khí gào khóc kêu to ha ha nghe ăn đường tăng thịt có thể trường sinh bất lão hoàng phong đại vương ha ha phá lên cười trường sinh bất lão cái rắm đây đều là phật môn những thứ kia biết độc tử tản mát ra tin tức cố ý cho mình chỉnh điểm kiếp nạn kéo con bê đây đường vũ không nhanh không chậm đứng lên quét dọn một trên người hạ dính đất cát có ăn không đói kép Nhất thời Hoàng Phong Đại Vương tiếng cười hơi ngừng, không dám tin nhìn đường vũ. Chính mình cũng nói muốn ăn hắn, hắn lại một chút không sợ, còn Phong Kinh Vân Đạm nói một câu có ăn không? Có, có, có. Hoàng Phong Đại Vương hai bút một dạng bản có thể nói rằng. Lời vừa ra khỏi miệng, cảm giác không đúng, đây là hắn muốn ăn đường vũ, làm sao có thể để cho đường vũ tại hắn này ăn cơm đây? Ngươi hòa thượng này không sợ ta ăn ngươi đều nói ăn đường triều hòa thượng thịt, có thể trường sinh bất lão. Hoàng Phong Đại Vương một bộ hung thần ác sát dáng vẻ. Hắn bộ dáng này, có lẽ theo người khác rất đáng sợ. Nhưng là đối với đường vũ mà nói, hoàn toàn không quan tâm. Đường vũ nhìn hắn một cái, tựa như đang nhìn ngu si như thế. Ngên ngang ngồi ở hắn ngai vàng. Đốt một điếu thuốc, trên cao nhìn xuống nhìn Hoàng Phong Đại Vương. Cái này làm cho Hoàng Phong Đại Vương có một loại ảo giác, tự hồ mình là hắn tiểu đệ như thế. Chỉ là hắn rút ra cái kia bốc khói là đồ chơi gì, nhìn hòa thượng này còn vẻ mặt hưởng thụ biểu tình. Thái, đừng triều tới hòa thượng, ngươi này rút ra cái gì đồ chơi? Tới một cây nhỉ. Đường vũ cùng hệ thống đổi một bọc tăng thêm vật liệu thuốc lá, ném cho Hoàng Phong Đại Vương. Hoàng Phong Đại Vương chi phối một chút, mở túi ra giả bộ, xuất ra một cây tha ở ngoài miệng, học đường vũ dán vẽ điểm rồi. T mới vừa hút một hơi, con mắt của hoàng phong đại vương nhất thời sáng lên, thích cảm giác mình cả người bay lên, phiêu phiêu dục tiên rồi ttt hắn một cái tiếp một cái hút, thứ tốt nha, đây thật là một cái tốt nha. nhìn hắn tựa như hút thuốc viện dáng vẻ, đường vũ âm thầm bật cười, đây chính là tăng thêm vật liệu thuốc lá. từ sau này nói cái gì cũng phải nhường phật tổ nếm thử một chút loại này yên thứ tốt muốn cho mọi người cùng nhau tới hưởng thụ thoải mái nha hoàng phong đại vương từ trong thâm tâm than thở một câu ngay sau đó lần nữa đốt lên một nhánh vật này ngươi từ đâu tới đây giao ra ta tha cho ngươi một mạng đường vũ đang nghe truyện trên tv audio cv nhìn hắn một cái ta đói rồi nhanh chuẩn bị trai thức ăn hoàng phong đại vương vội vàng cùng sau lưng tiểu yêu phân phó ăn thịt ta muốn ăn thịt đường vũ nhắc nhở một câu bây giờ hắn đã nhân tiên tu vi bụng sẽ không đói nhưng là thèm ăn vẫn có thánh tăng muốn ăn thịt hoàng phong đại vương sửng sốt một chút có thể bây giờ hắn cả người đều bị thuốc lá hấp dẫn cũng không suy nghĩ nhiều như vậy trực tiếp phân phó người phía dưới đi chuẩn bị trong chốc lát liền chuẩn bị xong một bàn phong phú thịt hoàng phong đại vương rất biết giải quyết nhìn đường vũ một cái phàm nhân hẳn không ăn nổi thịt sống còn để cho thuộc hạ tiểu yêu cho nấu chín, bưng lên. Ở Hoàng Phong Đại Vương Chiêu Đại Hạ, đường vũ nhập tòa ăn, còn lấy ra một chai nhị qua đầu. Hai ly rượu xuống bụng, Hoàng Phong Đại Vương vỗ đường vũ vai, lão đệ, ngươi yên tâm, ở ta nơi này Hoàng Phong lĩnh, đây là địa bàn của ta, có chuyện ngươi lên tiếng, hảo sử, ta để cho tiểu đệ chém chết hắn. Giờ phút này Hoàng Phong Đại Vương, thật là một bộ giang hồ dáng vẻ lồng ngực chụp đùng đùng vang cùng đường vũ bảo đảm đại ca có câu này của ngươi lời nói là được đường vũ chủ động cho hắn đốt một điếu thuốc kết quả là một người một yêu hút thuốc uống rượu nâng ly cạn chén phi thường cao hứng mở miệng một tiếng đại ca mở miệng một tiếng lão đệ lão đệ ngươi đi này tây thiên làm gì nhỉ bằng không liền lưu ở ta nơi này hoàng phong động ngươi ta huynh đệ hai người ăn thịt uống rượu chẳng phải tốt thay hoàng phong đại vương đề nghị nói Thực ra hắn càng nhiều vẫn là vì thuốc lá, đồ chơi này càng rút ra càng thoải mái. Nhất là hợp với chút rượu, nhất định chính là hưởng thụ nha. Đại ca nha, bất mãn ngươi nói, lão đệ cũng không muốn đi nha, này không phải là bị nhân bức sao? Nếu như có thể ở lại chỗ này, cùng đại ca cùng tiêu giao, lão đệ cũng là phi thường tình nguyện. Đường Vũ vẻ mặt sầu khổ cùng không thể làm gì. Thấy chính mình mới vừa biết lão đệ tự hồ có cái gì chuyện phiền lòng cộng thêm uống một chút rượu duyên cớ thảm đặt mã ai dám mức bách ta lão đệ lão đệ ngươi nói với ta là ai ta thổi chết hắn hoàng phong đại vương nổ sắc mặt đỏ bừng một bộ tùy thời muốn triệu tập tiểu đệ đi ra ngoài chém người bộ dáng là kia quan âm bồ tát đường vũ nhìn hoàng phong đại vương liếc mắt tâm lý âm thầm nín cười nghe một chút quan âm bồ tát hoàng phong đại vương sắc mặt làm khó dậy rồi hắn buồn rầu uống một ly rượu. Một ly rượu này xuống bụng, hắn đột nhiên cảm giác mình được rồi, ai cũng không tiện khiến cho. Không phải là quan âm Bồ Tát sao? Lão đệ ngươi yên tâm, để cho ta biết rõ nàng ở đâu, bây giờ ta thì khoác lát tử nàng đi. Ngoại trừ linh các Bồ Tát định phong châu, hoàng phong đại vương cái gì cũng không sợ. Cộng thêm uống một chút rượu duyên cớ, này một dưới xung động, phải đi làm Bồ Tát. Đại ca, Chuyện này tuyệt đối không thể nha, kia quan âm Bồ Tát nhưng là Tây Thiên nổi danh Bồ Tát, ở sau lưng nàng còn có toàn bộ Phật môn đây. Tiểu đệ biết rõ đại ca ngươi thần thông quảng đại, có thể thế nào cùng kia Phật môn đấu. Nếu như bởi vì tiểu đệ sự tình làm liên lụy đại ca, tiểu đệ này tâm lý ấy nấy nha. Đường vũ một bộ vì Hoàng Phong Đại Vương lo nghĩ dáng vẻ. Thực ra hắn tâm lý chỉ mong Hoàng Phong Đại Vương, nhanh đi đi, đi đem Bồ Tát thổi chết đi. Lời này để cho Hoàng Phong Đại Vương tâm lý ấm áp, cái này huynh đệ không có phí công nhận thức. Vốn là hắn nghe được là Quan Âm Bồ Tát, còn có chút do dự đây. Nhưng là lão đệ như vậy vì chính hắn một đại ca lo nghĩ, nếu như không làm điểm cái gì cũng không có phúc hậu nha. Chính mình liền không xứng làm đại ca. Lão đệ, yên tâm, có đại ca ở, bây giờ ngươi liền nói cho ta biết, nàng ở đâu. Hoàng Phong Đại Vương giống như một hiện đại công đồ thủ lĩnh bộ dáng nên vì phía dưới tiểu đệ đi hạ giận. Câu thông hệ thống. Hệ thống có thể hiện ra vị trí đồ vật sao? Địa lý vị trí hiện ra phù. Hối đoái, 50.000 khí vận giá trị. 50.000. Này có chút nhỏ đắt nha. Bất quá nghĩ lại, để cho này Hoàng Phong Đại Vương đi tìm quan âm Bồ Tát đánh nhau. Chính mình mới có thể cướp đoạt không ít khí vận. Cho nên, đường vũ đổi. Thông qua địa lý vị trí phù biểu hiện, Đường Vũ phát hiện Quan Âm Bồ Tát ngay tại cách đó không xa một nơi nông gia, hơn nữa còn biến thành một cái lão phụ nhân. Tự hồ đang nơi nào chờ cái gì chứ? Này rõ ràng cho thấy đang chờ ngộ hố bát giới tìm nàng đi nha. Quả nhiên, Phật môn đem hết thảy đều tính toán kỹ rồi. Nhưng mà bọn họ khẳng định không nghĩ tới, một hộp yên, một bữa rượu, đem Hoàng Phong Đại Vương cho kêu gọi đầu hàng. Hơn nữa còn muốn tìm Bồ Tát đánh nhau đi đại ca, tiểu đệ quả thật biết rõ ở đâu. Chỉ là tiểu đệ có chút bận tâm đại ca an nguy, nếu như bởi vì tiểu đệ mà liên lụy đại ca. Lão đệ, người ta huynh đệ hai người quý ở giao tâm, này lão đệ gặp nạn, làm đại ca có thể không quản sao. Còn không chờ đường vũ nói xong, Hoàng Phong Đại Vương trực tiếp cắt dứt lời nói của hắn. Nghe được cái này lại nói, đường vũ còn có chút cảm động, cũng có chút không đành lòng. Chính mình có phải hay không là quá tổn hại rồi để cho một cái như vậy chú trọng yêu quái đi chịu chết. Có ý tứ như vậy, nói nghĩa khí yêu quái cũng không thấy nhiều rồi. Bất quá, này vì chính mình ra mặt, mình cũng không thể ngăn cản nha. Tốt nhất thổi chết quan âm Bồ Tát, vậy thì càng tốt. Đại ca thật không dám giấu giếm, quan âm Bồ Tát ngay tại cách đó không xa, nàng chỉ sợ cũng là vì đại ca tới nha, đại ca, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm, bằng không ngươi mau mang thủ hạ huynh để chạy thoát thân đi đi đừng vũ dùng địa lý vị trí phù trực tiếp đem quan âm bồ tát vị trí hiện ra lão đệ ngươi nói gì vậy nhỉ hoàng phong đại vương nở nụ cười lạnh xem ra quả thật cho ta tới nha ta còn không tìm nàng vì lão đệ ngươi hả giận đâu rồi nàng lại dám chủ động tìm tới cửa đột nhiên xuất hiện quan âm bồ tát có thể không để cho hắn suy nghĩ nhiều à huống chi này hoàng phong lĩnh chu vi mấy trăm dặm chỉ có hắn một cái như vậy yêu quái nhất định là tới trộm cắp thu phục hắn lão đệ xem ta như thế nào thổi chết nàng vì lão đệ ngươi hả giận dĩ nhiên cũng là vì chính ta đại ca cái gì cũng không nói từ hôm nay bắt đầu ngươi chính là ta anh ruột cạn ly rượu này đại ca ngươi liền lên đường đi đường vũ bưng lên rượu vẻ mặt cảm động nhìn hắn cái này lên đường rất có thể là thật lên đường lên luân hồi lộ Hoàng Phong Đại Vương hoàn toàn không có nghe được đường vũ ý tứ giữa lời nói, bây giờ muốn đổi ý đều không thể rồi. Ngưu đều chém gió đi ra ngoài, làm sao có thể thu hồi đây? Huống chi, cái này tiểu lão đệ sâu hắn tâm. Quan âm Bồ Tát đúng là này Hoàng Phong lĩnh, hơn nữa đường vũ lời nói, hắn tự nhiên làm theo đem Bồ Tát ý đồ liên tưởng đến trên người mình. Một cái đem rượu làm tiếng vào, Hoàng Phong Đại Vương trồng trồng lăng lăng đứng lên, quơ quơ đầu, khẽ quát một tiếng, tiểu môn, cho ta tập học nhất thời trong động đứng đầy yêu quái lão đệ ngươi ở nơi này chờ chốc lát đại ca đi một lát sẽ trở lại lên đường trước hoàng phong đại vương vẫn không quên cùng đường vũ khai báo một câu ngươi đi được rồi a di đà phật tội quá tội quá nha người anh em đời sau đừng như vậy nữa hổ rồi bất quá ngươi là một cái yêu quái cũng coi là chết sớm sớm siêu sinh rồi cũng không biết rõ ngộ hố cùng hai ngốc tử thế nào nghĩ đến đây đường vũ liền vội vàng đứng lên đi ra ngoài tôn ngộ không đuổi theo ra không bao xa đem tiểu yêu quái đánh chết vội vàng trở lại nhưng là đường vũ cùng bác giới đều không thấy chỉ có con kia lừa đứng tại chỗ thấy tôn ngộ không trở lại còn thấp khẽ kêu hai tiếng lúc này trừ bác giới giải quyết xong tiểu yêu từ một bên cũng quay về rồi ngươi này ngốc tử ngươi đi làm gì vậy rồi hả sư phó đây tôn ngộ không tiêu gấp hỏi hầu ca ngươi đuổi theo yêu quái sau khi đi lại tới một đám tiểu yêu quái ta đây lão trư đuổi theo của bọn hắn đi ra ngoài rất xa lúc ấy sư phó rõ ràng ở chỗ này con mắt của tôn ngộ không chuyển một cái nhất thời kêu lên một tiếng sợ hãi không được trúng kế này rõ ràng chính là kế điệu hổ ly sơn đem hai người dẫn ra sau đó ở xuống tay với đường vũ hai người vội vàng tìm kiếm vừa mới đến hoàng phong động tôn ngộ không vừa muốn gào thét liền thấy đường vũ từ bên trong lung la lung lay đi ra khuôn mặt nhỏ nhắn hồng đánh đôi mắt nhỏ cười hiếp mắt nhìn một cái chính là uống đây là chuyện gì xảy ra yêu quái đây chẳng lẽ nói vẫn cùng đường vũ uống rồi rượu sau đó cho thả ra tới tôn ngộ không trư bát giới đều nhìn hắn tại chỗ lăn ngay tại chỗ nhìn hai tên học trò Đường Vũ ở một hơi rượu, các ngươi đã tới nha. Phế thật lâu tinh thần sức lực, mới leo đến con lừa trên người, Đường Vũ vung tay lên, lên đường. Hắn ôm con lừa cổ đã ngủ, mà lừa nhưng ở té đầu. Cái mông về phía trước, bốn cái chân về phía sau nện bước. Công Ngộ không cùng Trư Bác giới trố mắt nhìn nhau, đều thấy được với nhau mặt đầy nghi vấn. Nhưng là Đường Vũ uống nhiều rồi, ngủ thiếp đi, cũng không thể vào lúc này hỏi vài người không thể làm gì khác hơn là lần nữa lên đường. Lại nói Hoàng Phong Đại Vương mang theo một đám tiểu yêu, rất nhanh liền tìm được quan âm Bồ Tát biến hóa nông gia viện. Bồ Tát tâm lý còn có chút kỳ quái đâu rồi, theo lý thuyết tôn ngộ không bọn họ hẳn đã tới, chính mình cho hắn chữa thương con mắt, chỉ cần đem hắn con mắt chữa khỏi, cũng coi như hoàn thành một khó khăn. Sau đó, chính mình hướng dẫn hắn đi linh các Bồ Tát nơi nào cầm định phong châu, thu phục yêu vật, này lưỡng nan tựu là nhưng là này tả đẳng hữu đẳng, cũng không có tới. Vừa muốn bấm ngón tay tính một chút, liền nghe phanh một tiếng. Bên ngoài viện vách tường, trực tiếp bị một cước đá ngã. Dẫn đầu chính là Hoàng Phong Đại Vương, chỉ thấy hắn tựa như một tên thủ lãnh côn đồ như thế. Ngậm thuốc lá, cặp mắt mê ly, đưa tay chỉ nàng. Ngươi là quan âm Bồ Tát. Hoàng Phong Đại Vương đột nhiên xuất hiện, để cho quan âm Bồ Tát có chút phát mông không có đợi tới tôn ngộ không cùng trư bác giới lại đem hoàng phong đại vương chờ được còn nữa hắn thế nào biết mình là quan âm bồ tát biến hóa quan âm bồ tát đột nhiên có dự cảm không tốt tự hồ sự tình lại có chút không ngờ nàng chính là phật giáo quan âm bồ tát giờ phút này bị một cái yêu quái chỉ chất vấn sắc mặt nhất thời rung lên hiện ra chân thân lớn mật lại biết là bổn tọa bọn ngươi còn không quỳ lạy nếu như là lúc bình thường thấy quan âm Bồ Tát, Hoàng Phong Đại Vương khẳng định được quỳ xuống lại, đừng nói như vậy chỉ Bồ Tát chất vấn. Nhưng là bây giờ hắn uống rượu, hơn nữa cảm giác có chút cấp trên. Hắn cảm giác chính mình đã kinh thiên hạ vô địch, tự hồ tam giới đều là hắn. Ha ha, mệt sức tìm chính là quan âm Bồ Tát. Hoàng Phong Đại Vương ha ha cười to, có một loại ta mặc kệ hắn là ai duy ngã độc tôn khí thế. Tiểu môn, cho ta chém chết nàng các tiểu yêu gào khóc kêu to xông tới cùng lúc đó nhất thời cuồng phong gào thét các bay đá chạy hoàng phong đại vương cũng hóng gió không được quan âm bồ tát cả kinh mặc dù nàng cảnh giới cao hơn hoàng phong đại vương ra rất nhiều nhưng là hắn thổi nhưng là tam muội thần phong một loại thần tiên căn bản không ngăn được ngoại triều linh các bồ tát định phong châu có thể nói không có chút nào khắc tinh quan âm bồ tát thế nào cũng không nghĩ ra cái này hoàng phong đại vương lại sẽ đối với chính mình đột nhiên xuất thủ hơn nữa còn chính xác không có lầm tìm tới chính mình biến hóa nông gia viện tâm lý tràn đầy nghi vấn nhưng bây giờ không kịp suy nghĩ nhiều đối phó nguy cơ trước mắt mới là việc cần kiếp trước mắt nhưng là này tam mụi thần phong căn bản không phải người bình thường ngăn cản quan âm bồ tát đã cảm giác chính mình hoa mắt chóng mặt rồi đây là trúng chiêu ha ha nhìn mệt sức ta thổi chết ngươi. Nhìn quan âm Bồ Tát tại chính mình tam muội thần phong bên dưới cũng rơi xuống hạ phong, hoàng phong đại vương ha ha cười to, nhất thời cảm giác mình được rồi, đứng lên, cái gì cũng không sợ. Tây Thiên Đại lôi âm tự Thấy một màn như vậy chúng Phật con mắt cũng thiếu chút nữa trừng đi ra ngoài. Thật tốt hoàng phong đại vương làm sao sẽ đối quan âm Bồ Tát đột nhiên xuất thủ đây. Sắc mặt của Như Lai Phật tổ tái xanh, nếu như đoán không sai, khẳng định lại vừa là biến số nhúng tay. Chỉ là hắn lại không nghĩ ra, biến số rốt cuộc là thế nào đem Hoàng Phong Đại Vương cái này kẻ ngu si cho lắc lư lên hắn tập thuyền. Giờ phút này lại to gan lớn mật, liền Bồ Tát cũng đổi lên. Linh Cát, kia Hoàng Phong Đại Vương giỏi tam muội thần phong, trừ ngươi ra định phong châu, không có khắc tinh, ngươi đi giúp quan âm tôn giả giúp một tay, bắt lại cái này yêu vật đi. Như Lai Phật Tổ Phân Phó nói không thấy quan âm đều phải chống đỡ không được rồi không, có ở đây không để cho Linh các Bồ Tát đi, chỉnh không tốt Phật giáo liền muốn thiếu một Bồ Tát. Hiện tại Phật dạy còn không có đại hưng, tính đồ vốn cũng không nhiều, nếu như đột nhiên tổn thất một cái Bồ Tát càng là cái mất nhiều hơn cái được. Công Phật chỉ Linh các Bồ Tát lĩnh Phật chỉ, vội vàng hướng hạ giới đi. Thiên đình Chúng thần cũng không dám tin nhìn một màn này, vốn là Phật môn an bài xong tốt kiếp nạn, làm sao an bài đến phật môn trên người mình này hoàng phong đại vương rút ra cái gì phong giờ phút này to gan lớn mật mà bắt đầu ngọc đế thần sắc bình tĩnh khóe miệng lại nổi lên một tia không dễ dàng phát giác nụ cười có ý tứ hắn đột nhiên có một loại phật môn mang đá lên đập chân mình cảm giác vì tràng này tây du lượng kiếp phật môn chuẩn bị đã bao nhiêu năm chính là vì phật môn đại hưng có thể là mới vừa đi ra không bao lâu lại liên tiếp phát sinh biến cố. An bài kiếp nạn, cho đến bây giờ hoàn thành có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá, Ngọc Đế ngược lại là nhạc thấy Phật môn ăn quả đắng. 33 trọng trên trời. Thái thượng lão quân thấy một màn như vậy, vô tận khẽ nở nụ cười. Cái này hẳn đủ Phật môn nhất đầu đi. Vốn là Tây Du Đại Thế không thể sửa đổi, đã thành tất nhiên, nhưng là ai có thể nghĩ tới lại xuất hiện đường vũ một cái như vậy biến số. Cứ như vậy sắp tới nhìn, Phật môn muốn phải hoàn thành tây du lượng kiếp, để cho Phật môn đại hưng, tự hồ có chút khó khăn rồi. Hạ giới Hoàng phong đại vương ô ô thổi phong, quan âm Bồ Tát ở đã thu nhiều chút thương. Giờ phút này, nàng xem ra có chút chật vật, một thân bạch y dính các bụi, đầy bụi đất. Ô ô ô ô Chỉ là phong nhưng ở bất tri bất giác nhỏ xuống, cuối cùng dần dần biến mất. Từ Xảy ra chuyện gì? Hoàng Phong Đại Vương dùng sức thổi hai cái, một trận tiểu gió lướt qua, giống như là thả cái rắm như thế. Hoàng Phong Đại Vương miệng to thở dốc hai cái, cảm giác trước mắt có chút bốc lên kim tinh. Thổi thiếu dưỡng rồi. Quả nhiên, khoác lát so với cùng hóng gió đều là cái việc tốn sức nha. Quan âm Bồ Tát từ một bên chật vật hiện thân đi ra. Phi. Nàng nhổ một bãi nước miếng thổi vào trong miệng cát, nộ không thể chi quát to một tiếng, lớn mật yêu vật, lại dám đối với bản tọa xuất thủ ha ha mệt sức thổi là được tiếng cười hơi ngừng hoàng phong đại vương hướng quan âm bồ tát bên cạnh nhìn chỉ thấy quan âm bồ tát bên cạnh không biết rõ lúc nào nhiều hơn một cái con lừa trọc cầm trong tay một cái chiếu lấp lánh hạt châu nhỏ chính đang cười hiếp cả mắt nhìn hắn đây linh các bồ tát định phong châu muốn xong con bê mồ hôi lạnh theo hoàng phong đại vương cái trán không ngừng chảy xuôi mà xuống đang sợ hãi trung, trụ cũng hoàn toàn thanh tĩnh, hồi tưởng lại chính mình làm hết thảy. Hoàng phong đại vương một trận quay cùng trời đất, thiếu chút nữa không một con chở đến trên đất. Ta mẹ nha! Ta đây là làm cái gì? Lại cùng Bồ Tát đánh nhau rồi. Nhảy hắn đại nghiệp. Bị cái kia con lừa trọc cho lừa dối rồi. Theo rượu thanh tĩnh lại, Hoàng Phong Đại Vương nhất thời hiểu rõ ra, mình bị mới vừa biết cái kia lão đệ cho lừa dối rồi nhưng là bây giờ cầu xin tha thứ đã trễ rồi. Hoàng Phong Đại Vương quay đầu chạy. Chạy đi đâu? Quan âm Bồ Tát khẽ quát một tiếng. Mân mê cái mông, Hoàng Phong Đại Vương thả cái rắm, nhất thời mùi hôi sông trời. Sông quan âm Bồ Tát lật rồi một cái liếc mắt. Thừa dịp thời gian này, Hoàng Phong Đại Vương chạy thật nhanh, liền sau lưng tiểu đệ đều không quản. Hắn chạy nhanh, nhưng là những tiểu yêu quái đó chạy chậm. Quan âm Bồ Tát vung tay lên, nhất thời toàn bộ đều tan tành mây khói. Lấy trước những thứ này tiểu yêu quái trúc giận một chút. Về phần Hoàng Phong Đại Vương nàng càng sẽ không bỏ qua. Kết quả có thể tưởng tượng được, Hoàng Phong Đại Vương còn không chờ chạy về chính mình Hoàng Phong động đây. Liền bị hai vị Bồ Tát tìm được, có linh các Bồ Tát định phong châu tương trợ, đối phó một cái Hoàng Phong Đại Vương dễ như trở bàn tay. Trực tiếp bị quan âm Bồ Tát đánh hồn phi phách tán, mất mặt, quá mất mặt. Bị một cái yêu quái chuẩn bị chật vật như thế, thật buồn bực rồi là, trả lại hắn cầm thí cho nước ra. Giờ phút này quan âm Bồ Tát có một loại không còn mặt mũi đối Tây Thiên chúng Phật cảm giác. Sậm mặt lại trực tiếp quay trở về Nam Hải Lạc già Sơn. Linh các Bồ Tát cũng chuẩn bị trở về Linh Sơn phục mệnh, nhưng là ở Hoàng Phong Đại Vương chết đi địa phương, có một gói thuốc lá an tĩnh nằm ở nơi đó. Hắn vung tay lên, thuốc lá bay đến trong tay hắn. Đối đồ chơi này cũng không xa lạ gì, bởi vì từ huyền quan kính, thường thường thấy đường tam tạng ngậm, hơn nữa còn là vẻ mặt hưởng thụ biểu tình. Hơi hơi do dự, hắn xuất ra một cây tha ở ngoài miệng, dùng hỏa điểm đến, hút một hơi. Nhất thời linh các Bồ Tát cảm giác mình phiêu phiêu dục tiên rồi, thật là sảng khoái vừa so sánh với nha. Loại cảm giác này thật là hưởng thụ nha. Túi này yên là tăng thêm vật liệu, có thể nói đường vũ cũng không có rút ra, hắn cũng không dám rút ra. Vốn là hắn chuẩn bị sau này để cho như lai Phật tổ cũng tha một cây đâu rồi, nhưng là không nghĩ tới linh các Bồ Tát dẫn đầu hưởng thụ. Thoải mái. Thật sự là quá đã. Một điếu thuốc bị linh các Bồ Tát mấy hấp liền cho cô đông lại đi, vội vàng lại cho mình đốt lên một nhánh. Nhìn lấy trong tay thuốc lá, hắn làm khó đứng lên, tốt như vậy đồ vật hẳn giữ lại chính mình len lén hưởng thụ. Nhưng là nếu như bị Phật tổ phát hiện mình hưởng thụ thứ tốt, không hiếu kính hắn, dễ dàng lạc nhân nhược điểm. Kết quả là, Linh các Bồ Tát từ trong hộp thuốc lá lấy ra một ít, nhìn trong hộp thuốc lá yên, tự hồ hơi nhiều, lại đi ra cầm mấy cây. Trong hộp thuốc lá chỉ còn lại tam điếu thuốc thơm, chuẩn bị lấy về hiếu kính Phật tổ, mà đã biết nhiều chút dấu, trộm cắp rút ra, mạng mạn hưởng thụ. Quyết định chú ý, hắn ngậm thuốc lá, hướng Tây Thiên trở về. Phật tổ, ta đã trở về, quan âm trở lại lạc già sơn. Linh các Bồ Tát rất nhanh tới Tây Thiên, cùng Phật tổ bẩm báo đứng lên. Vừa nghĩ tới quan âm Bồ Tát khoảng thời gian này cũng không dễ dàng, bị đường vũ đổi quá sức. Thiếu chút nữa suýt nữa bỏ mạng ở Hoàng Phong Đại Vương trong tay, cuối cùng còn ăn cái rắm. Nàng hồi Nam Hải Lạc già sơn tu dưỡng một chút tâm tính cũng tốt, dù sao Tây Du đoàn người còn cần nàng thời khắc nhìn chằm chằm, chắc hẳn sau này bận tâm chuyện, không thiếu được. Như Lai Phật Tổ vẫn tương đối hiểu một ít la hán bồ tát liếc nhau một cái tâm lý cũng âm thầm nhìn có chút hả hê đứng lên muốn biết rõ dính vào vào tây du lượng kiếp đợi kiếp nạn hoàn thành cũng sẽ có được không ít công đức liên quan tới cơ hội này mỗi người bọn họ cũng gắng sức tranh thủ từng cái tự đề cử mình vì tranh đoạt cơ hội này hận không được đại làm một trận bọn họ cũng cấp nha vào đầu bứt tai quá nhớ muốn nhiệm vụ này rồi từng cái nóng nảy tóc cũng xuống không có nhưng là hết lần này tới lần khác rơi vào trên người quan âm bồ tát này để cho bọn họ cảm giác quá không công bình cũng bởi vì quan âm bồ tát là nữ sao cho nên phật tổ ngươi liền chiếu cố như vậy nhưng là sự tình đã quyết định nhân gia phật tổ là tây thiên giang bả tử lão đại nhân gia sắp xếp xong xuôi ai dám biết một câu có muốn hay không ở tây thiên lăn lộn chỉ là mỗi người tâm lý như cũ hâm mộ nha ghen tị nha hận nha bây giờ thấy này quan âm bồ tát bị thua thiệt đều không khỏi âm thầm phát nở nụ cười xem ra nhiệm vụ này cũng không phải đơn giản như vậy nếu như rơi vào trên người mình như vậy có thể vừa mới ăn thí chính là mình phật tổ hoàng phong đại vương sau khi chết ta phát hiện cái này linh các bồ tát hiến bảo một dạng đem thuốc lá lấy ra đây không phải là đường tam tạng thường thường ngậm lên môi cái kia đồ chơi sao phật tổ này nhưng là một cái bảo bối nha ngậm lên môi dùng hỏa điểm đến, rút ra một cái, đơn giản là hưởng thụ. Vừa nói Linh các Bồ Tát lại muốn rút, nhưng là ở dạng này trước mặt mọi người hút thuốc cũng không tiện, chủ yếu nhất là sợ hãi người khác cướp. Nhìn Linh các Bồ Tát liếc mắt. Phật tổ cầm lấy một cây tha ở ngoài miệng, điểm, hút. Một khẩu này bên dưới, lân lân rồi. Đầu não một mảnh thanh minh, tự hồ đối với Phật Pháp hiểu, trống trơn dây ý, hiểu thông suốt hơn. Thứ tốt nha, Thứ tốt, linh các Bồ Tát quả nhiên không nhìn lầm tiểu tử ngươi, lại còn biết rõ xuất ra tốt như vậy đồ vật hiếu kính ta. Từ, vừa mới linh các Bồ Tát lời kia, rất rõ ràng là hắn rộng cắp trúc. Không trách nói chuyện với mình, vừa mới liền ngửi thấy một cổ mùi thuốc lá đây. Hắn thật sâu nhìn linh các Bồ Tát liếc mắt, lão tiểu tử này xem ra còn cùng mình chơi đùa bộ sách võ thuật đây. Bất quá cầm lại rồi tốt như vậy đồ vật hiếu kính chính mình bây giờ mình cũng không thể lúc này trực tiếp chất vấn nha linh các bồ tát với phật môn có đại công đức nha cái gì cái này thì có đại công đức rồi bên dưới chúng phật trố mắt nhìn nhau bất quá ngươi là lão đại ngươi nói cái gì là cái gì phật tổ anh minh như lai phật tổ cười chúng chiếm gật đầu một cái ngay sau đó hút một hơi a à, thoải mái đây quả thực là một cái hưởng thụ nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Hoàng Phong Đại Vương thế nào đột nhiên dám ra tay với Bồ Tát đây? Chẳng lẽ là vạn yêu quốc nhân nhúng tay, xem ra cần phải nhắc nhở những thứ kia yêu vật một phen. Không biết rõ tại sao, trúc hai cái yên, Phật tổ cảm giác mình đầu não cũng sáng sủa lên, suy nghĩ vấn đề tự hồ cũng phi thường toàn diện rồi. Quả nhiên là một thứ tốt. Vốn là đường vũ liền chuẩn bị để cho hắn cũng hưởng thụ một chút, không nghĩ tới quỷ thần xui khiến phật tổ chính mình ngậm lên nếu như này phải bị đường vũ biết rõ phỏng chừng khẳng định được ha ha cười to ngoài ra đường tam tạng đoàn người đã lập tức sẽ đến lưu sa hà rồi sa ngộ Tịnh chính ở chỗ này chờ đợi đâu rồi này một khó nói hết đo song thành vì để tránh cho phát sinh ngoài ý muốn như lai phật tổ dò xét liếc mắt ánh mắt dừng lại ở phổ hiền trên người bồ tát sau này phiền toái phổ hiền bồ tát đi vạn yêu quốc đi một chuyến Cảnh cáo một chút những thứ kia yêu vật, sau đó thuận đường đi trên Nam Hải Lạc Già Sơn, để cho quan âm tôn giả tận lực đi theo đường tam tạng đoàn người, này một kiếp nạn tận lực hoàn thành. Công Phật chỉ Phổ hiền Bồ Tát lĩnh Phật chỉ, hướng hạ giới vạn yêu quốc đi. Vạn yêu quốc Không còn thấy năm xưa huy hoàng rồi, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, hướng đầy vắng lặng. Chỉ còn lại một ít cao tuổi yêu quái cùng một ít mới sinh ra không lâu tiểu yêu. Theo đời trước yêu vương chiến bại, vạn yêu quốc sớm đã xuống dốc, tàn phá không chịu nổi. Trận chiến ấy, yêu vương dẫn vạn yêu quốc lũ yêu. Nghiên cả nước lực, liều lĩnh đối kháng thiên đình, cuối cùng Phật môn nhúng tay. Vạn yêu đại bại, ngay cả yêu vương đều bị đánh nứt ra nguyên thần. Trận chiến ấy sau, vạn yêu quốc hoàn toàn sa sút Mà một ít nổi danh yêu vương, thanh sư bạch tượng bị Phật môn phổ độ, quên mất lúc trước, trở thành Bồ Tát môn tọa kỵ. Bình thiên đại thánh ngưu ma vương vì tại thiên đình âm thầm có chút tư giao, miễn cưỡng trốn khỏi một kiếp, chỉ là cũng không dám quá nhiều lỗ mãn rồi. Mà một ít tìm được đường sống trong chỗ chết tiểu yêu, chỉ có thể trở lại rồi vạn yêu quốc, ở thiên đình cùng Phật môn kẻ hở hạ sinh tồn, nhẫn nhục sống trộn. Gia gia, gia gia, vậy sau đó thì sao? Một cái mới vừa hóa hình tiểu yêu, quấn gia gia của nàng hỏi. Nàng da thịt trắng như tuyết, cặp mắt linh động giảo hoạt, trên người mang theo một cổ xuất trần linh hoạt kỳ ảo khí chất. Tựa như rơi xuống nhân gian tiểu tiên tử. Gia Gia đã rất già, trên mặt hiện đầy đau tước như vậy nếp nhăn, cặp mắt đục ngầu. Thật thấp ho khang hai tiếng, trong mắt của hắn nổi lên một tia nhớ lại. Đó là đã từng chinh chiến cao ngất. Sau đó nha, vạn yêu quốc lũ yêu bị tàn sát, tàn sát, chỉ có số ít một ít yêu quái đem về vạn yêu quốc, ở chỗ này kéo dài hơi tàn. Khi yêu vương đại nhân đâu? Tiểu yêu tiếp lấy hỏi. Lão yêu cặp mắt đột nhiên sáng lên, phản phất thấy được đi theo sau lưng yêu vương, chinh chiến thiên hạ, đã từng mình. Chỉ là, hắn con mắt mạng mạng nháy mắt động, có lệ từ cặp kia đục ngầu trong đôi mắt nhỏ xuống. Sau đó, Tây Thiên như lai Phật tổ, mang theo thánh nhân pháp khí, đánh nứt ra yêu vương, chỉ là yêu vương như củ bất khuất xoay chuyển trong tay thiết bổng, cho đến một khắc cuối cùng, hắn cũng không có dừng chiến đấu, chiến đấu, hắn chiến đấu tới chết một khắc kia cũng không có bỏ vũ khí trong tay xuống, cuối cùng. Hắn bị đánh trở về nguyên hình, biến thành một tảng đá, rơi vào rồi hạ giới. Lão yêu thanh âm nghẹn ngào. Năm xưa kia một trận đại chiến, rõ mồm một trước mắt, phản phất ngay tại hôm qua. Yêu vương tay cầm thiết bổng, đứng ngạo nghễ với trong sân, hắn con mắt đã mù, còn đang không ngừng chảy xuôi huyết thủy, cả người nám đen, trên người diện tích lớn xương đều đã bể nát, chỉ là hắn như củ ngạo nghệ đứng. Tựa như một cái người điên, không ngừng xoay chuyển trong tay thiết bổng. Hắn điên cuồng, mà cuồng vũ. Như Lai, like, ngươi có thể dám cùng ta có một trận chiến. Yêu vương phát ra không cam lòng rống giận, hắn dứt khoát, điên cuồng vũ động trong tay thiết bổng. Cuối cùng hắn té xuống, tựa như thương tích khắp người một khối đá ngầm. Mà mất đi yêu vương vạn yêu hỗn loạn tưng bừng, bị tàn sát, tàn sát. Vạn yêu quốc lại cũng không có năm xưa huy hoàng, hoàn toàn sa sút. Về sau nữa, có người nói, Yêu vương bị đánh trở về nguyên hình, biến thành một tảng đá, rơi vào rồi hạ giới. À, Yêu vương đại người chết rồi. Tiểu Yêu kinh hô âm thanh. Khụ, lão Yêu ho khang, tiểu Yêu vội vàng đánh phía trước hắn sau lưng. Chết. Có lẽ đi. Lão Yêu nhãn trung nổi lên một tia bi ai. Đường Vũ có chút uống nhiều rồi chờ hắn giải rượu, con lừa nâng hắn, đã đi ra rất xa á. Rượu, thật không có thể uống nhiều, này uống nhiều rồi khó chịu. Cũng không biết rõ Hoàng Phong Đại Vương, chính là mình tiện nghi đại ca, lên đường sao. Phỏng chừng khẳng định đi rất an tường. Đinh Chúc mừng ký chủ thay đổi Phật môn Tây Du thế đi, từ Phật môn cướp đoạt khí vận. Khen thưởng 200.000 khí vận giá trị. Đinh Chúc mừng ký chủ thay đổi Phật môn Tây Du Thế Đi, từ Phật môn cướp đoạt khí vận. Khen thưởng 200.000 khí vận giá trị. Lúc này gợi ý của hệ thống thanh âm cũng truyền tới. Đường Vũ Đắc Ý nở nụ cười, quả nhiên làm cho mình hảo đại ca cùng Bồ Tát đánh nhau, chính mình không ít kiếm. Mặc dù sử dụng địa lý vị trí hiện ra phù, dùng 50.000 khí vận giá trị, nhưng này không phải kiếm lời sao. Từ, vậy làm sao 40 vạn đây? Đường Vũ không biết rõ, thực ra ở Phật môn dưới sự an bài, con mắt của Tôn Ngộ không bị thương, tìm tới Quan Âm Bồ Tát chữa thương, sau đó ở chỉ dẫn hắn đi tìm linh các Bồ Tát cầm định Phong Châu. Có thể nói là lưỡng nan, tự nhiên hai cái gợi ý. Cũng chính là lấy được 40 vạn khí vận giá trị. Không nghĩ ra liền không muốn. Bất quá, vừa nghĩ tới chính mình hảo đại ca, Đường Vũ ít nhiều gì tội lỗi hai giây. Sư phó, rốt cuộc chuyện gì nhỉ? thấy đường vũ tỉnh tôn ngộ không gấp bận rộn hỏi cho hắn chỉnh có chút mộng bức còn không chờ hắn đi cứu đâu rồi đường vũ nghênh ngang liền từ yêu quái trong động phủ đi ra hơn nữa nhìn hắn cái này đức hạnh rõ ràng cho thấy uống rượu không phải là cho yêu quái uống nhiều rồi hắn nhân cơ hội chạy ra chứ đường vũ từ con lừa bên trên xoay người xuống đi qua hắn ngáp một cái cùng cái kia yêu quái uống một chút rượu kết nghĩa hai tên học trò nhất thời cũng trừng lớn mắt nhìn hắn có chút khó tin này còn có thể như vậy thao tác cùng yêu quái uống rượu còn kết nghĩa ngạch sư phó ta đây lão trư là phục người rồi khóe miệng của trư bác giới co quắp một cái có một loại cố nín cười xung động liên quan tới tây hành hắn tự nhiên là biết rõ một ít mà kiếp nạn càng là phật môn an bài xong bất quá hắn tin tưởng Phật môn những người đó tuyệt đối không nghĩ tới, sư phụ mình còn có lần này tao đến trật hông rồi thao tác. Nói nhảm. Ta là sư phụ của ngươi, không phục ta, phục ai? Đường vũ đốt lên một điếu thuốc. Tôn ngộ không cũng không quản nhiều như vậy, ha ha phá lên cười, sư phó, ta đây giờ phút này lão tôn muốn biết rõ Phật môn những người đó biểu tình, nên biết bao xuất sắc. Con khỉ này, thế nào cái gì cũng dám nói nha. Nếu như không phải mình sử dụng che đậy thiên cơ trận, chỉnh không tốt cũng dễ dàng bị nghe được. Uống rượu say sau, đầu còn có chút hơi đau. Sử dụng pháp lực ở trong thân thể tuần hoàng một vòng, nhất thời đường vũ cảm giác mình thanh tĩnh lại. Cửi con lừa, không có chuyện làm hỏi hai ngốc tử, thường Nga đẹp không? Đều nói thường Nga là tam giới người đẹp nhất, đường vũ không nguyên do rồi lòng hiếu kỳ. Nghe được đường vũ chủ động nói tới những việc này, Trư Bát giới thần sắc lướt qua một tia thống cổ, ngay sau đó thư thái cười một tiếng, không nhìn thấy ta đây lão Trư lúc ấy uống say, sau đó liền được an bài một cái treo đùa thường nga tội danh trực tiếp cho ta làm hạ phàm. Ở nơi này tràn tây du lượng kiếp trung Phật môn cùng thiên đình cũng chuẩn bị quá lâu, mà cái hai ngốc tử bất quá chỉ là một viên quân cờ. Đường Vũ đồng tình nhìn hắn một cái, uống say. Hẳn không có thể, hắn hoài nghi cái này hai ngốc tử hẳn là bị nhân bỏ thuốc sau đó lấy một cái có lẽ có tội danh, trực tiếp bấu vào trên đầu hắn. Ngươi làm thiên bồng nguyên soái lâu như vậy, cũng không có bái kiến thường Nga. Đường Vũ hơi kinh ngạc. Ta đây mặc dù lão trư là thiên bồng nguyên soái nhưng là vẫn đúng là thiên hà thủy quân, cho nên ở thiên hà chiếm đa số, mà kia thường Nga ở Nguyệt Cung lại đóng cửa không ra, ta đây lão trư tự nhiên khó mà thấy nàng. Khi sợ sẽ là khiêu vũ, cũng là ở trong một phòng trộm cắp cho Ngọc Đế nhảy, người khác tự nhiên thưởng thức không tới. Nghe hai ngốc tử lời này, rõ ràng đối thiên đình bất mãn. Thực ra cũng là phải, nhân gia giàu gì cũng là thiên bồng nguyên soái lại biến thành bây giờ này tấm đức hạnh. Dù ai ai tâm lý có thể thăng bằng nhỉ. Hai ngốc tử. Vi sư đồng tình ngươi nha. Đường vũ xuất ra một điếu thuốc đưa cho hắn, bất quá, vi sư không nghĩ ra, bọn họ làm sao sẽ chọn ngươi thì sao. Hắn hướng phía trên chỉ chỉ trư bác giới có chút do dự chỉ thấy đường vũ cười thần bí nên nói cái gì liền nói cái gì ai cũng không nghe được lời này để cho tôn ngộ không cùng trư bác giới cũng kinh ngạc đứng lên lấy bọn họ người như vậy nếu như phật tổ muốn muốn thôi toán bọn họ thật là dễ như trở bàn tay nhưng là bọn họ lại không biết rõ đường vũ từ đâu tới đây tự tin hơi hơi do dự trư bác giới chậm rãi nói sư phó ta đây lão trư cũng là người mang công đức người Lời này để cho đường vũ sững sờ, ngay sau đó hiểu rõ ra rồi. Đường tam tạng chính là kim thiền tử chuyển thế, bản thân cụ có đại công đức. Mà tôn ngộ không càng là nữ hoa nương nương bổ thiên rơi xuống ngũ thải thạch, có thể nói, cũng thân cư đại công đức, bổ thiên công đức. Mà trư bác giới thân là thiên bồng đại nguyên soái cũng tương tự có không ít công đức. Bọn họ đoàn người này, hoàn thành tây du lượng kiếp, một khi thành Phật, trên người bọn họ công đức, tự nhiên cũng thuộc về Phật môn rồi. Thì ra là như vậy nha. Không trách đoàn người này đều là tuyển chọn tỉ mỉ. Dù sao cũng phải nói đến, hay lại là này mặt an bài. Đường vũ chỉ chỉ mặt tây. Cái này ta đây lão trư tự nhiên biết rõ, chỉ là ta đây lão trư lại không có nghĩ qua sẽ bị ngọc đế vứt bỏ. Ha ha, cái này rất bình thường. Đường vũ cười ha ha, hắn thấy thiên đình cùng tây thiên cũng có hợp tác. Tây du là chiều hướng phát triển, không thể sửa đổi, sợ rằng thiên đình cũng muốn ở trên mặt này chia một chén canh cho nên hy sinh hai người đổi lấy một ít đại công đức chỗ tốt ngọc đế quả quyết sẽ không cự tuyệt dù là không làm được tây du cũng không có vấn đề phật môn không thịnh hành sợ rằng ngọc đế còn rất vui lòng thấy mà hắn mất quá hy sinh hai cái không quan trọng nhân mấy cái này thằng nhóc một cái so với một cái âm một cái so với một cái hội tính toán đối với bọn hắn đối thoại tôn ngộ không nghe hiểu biết lơ mơ có chút mờ mịt thấy hắn bộ dáng này trư bác giới thở dài hầu ca có vài thứ quên có lẽ tốt hơn tối thiểu không có đau khổ đột nhiên nghe được trư bác giới nói ra lời như vậy tôn ngộ không có chút mộng bức lời này có ý gì cái gì gọi là quên tốt hơn chẳng lẽ nói ta đây lão tôn quên mất một ít chuyện sao có lẽ đi không biết rõ tại sao hắn chung quy cảm giác mình tựa hồ là không lành lặn đường vũ thật sâu nhìn trư bác giới liếc mắt, cái này hai ngốc tử xem ra so với ngộ hố biết nhiều. Ngươi cái này ngốc tử nói cái gì? Tôn ngộ không hỏi. Trư bác giới lắc đầu một cái, rõ ràng không muốn nói thêm. Xem ra cái này hai ngốc tử đối thiên đình cùng Phật môn cũng có chút bất mãn. Có cơ hội có thể lợi dụng một chút. Đường vũ tâm lý âm thầm nghĩ. Phía trước một con sông lớn xuất hiện, nước sông sóng mãnh liệt, không thể nhìn thấy phần cuối ở cách đó không xa một tòa thạch bi lưu sa hà tám trăm lưu sa hà ba nghìn nhược thủy thâm lông ngỗng phiêu không nổi hoa lau định đáy trầm thì ra bất tri bất giác đến lưu sa hà rồi tam lỗ mãn ở nơi này nói đến tam lỗ mãn bất quá cũng là phật đạo tranh nhau vật hy sinh bị giáng chức đến nơi này cái chim không thèm ỉ địa phương vốn là quyển liêm đại tướng cho ngọc đế quyển liêm tử ngươi cũng đừng coi thường chức vị này đây chính là trước mặt ngọc đế người tâm phúc coi như với hoàng đế bên người người tâm phúc thái giám như thế nhưng là cũng bởi vì không cẩn thận đánh nát đèn lưu ly liền bị cách chức hạ phàm này bất quá chỉ là mượn đề tài để nói chuyện của mình thôi chung quy mà nói chính là vật hy sinh nhìn một chút ngộ hố lại nhìn một chút hai ngốc tử về phần cái này tam lỗ mãn giết chết đi ngộ hố hai ngốc tử Chúng ta ở nơi này nghỉ ngơi chốc lát đi Đường vũ xoay mình xuống lừa Công ngộ không nhìn thạch bi Lo lắng nói Sư phó Này chúng ta được làm sao mà qua nổi sông nhỉ Muốn biết rõ Tây thiên thủ kinh Yêu cầu từng bước từng bước đi Này sông tám trăm dặm Hơn nửa lông ngỗng phiêu không nổi Muốn qua Không dễ dàng Ngươi không biết bay sao Đường vũ tức giận nói một câu Cái này ngộ hố thế nào liền không biết rõ đầu quẹo cua đây? Có thể qua liền quá, không qua chúng ta ở nơi này, xây dựng cơ sở tạm thời, ngủ ở chỗ này hả? Đường vũ đem cà sa trải trên mặt đất, nằm ở bên trên. Gấp phải là Phật môn những thứ kia biết độc tử. Sư phó, nói vâng. Trư bác giới đem đinh ba ném một cái, cũng ngồi trên mặt đất. Con khỉ đảo trong mắt một vòng, cũng hiểu rõ ra rồi. Hắc hắc, sư phó ta hiểu rồi ngươi biết cái gì đường vũ ngồi dậy nói ta và ngươi hai nói ở nơi này lưu sa hà có một cái yêu quái ngạch tôn ngộ không nhất thời nắm kim cô bỗng cảnh giác bất quá tâm lý lại có chút kỳ quái chính mình không có nghe thấy được yêu khí cũng không có thấy yêu quái đường vũ làm sao sẽ biết rõ đây được rồi tới hãy nghe ta nói đường vũ ở hai người bên tai một trận xì xào bàn tán sau đó hỏi hiểu chưa biết biết hai người gật đầu liên tục. Cái này làm cho đường vũ vui vẻ yên tâm gật đầu một cái, không khỏi cảm thán chính mình thật có điểm không di chuyển được rồi. Sư phó, ngươi yên tâm, ta đây lão tôn biết phải làm sao. Tôn ngộ không cười hắc hắc, nắm kim cô bổng huy vũ hai cái. Con khỉ chính là con khỉ, một bộ hầu gấp dáng vẻ. Cách xa bờ sông hai bước, đường vũ phân phó, ngộ hố, cho vi sư chuẩn bị ăn chút gì đó đến, Vừa mới chúng ta đi ngang qua kia phiến rừng cây nhỏ, vì sư thấy có thỏ hoang qua lại. Đối với ăn về phương diện này, đường vũ rất là để ý, giờ nào khắc nào cũng đang lưu ý. Mặc dù sẽ không đói bụng rồi, tuy nhiên lại không tránh được thèm ăn. Huống chi, ăn là một sự hưởng thụ. Công ngộ không đáp một tiếng, hóa thành một đạo quan biến mất không thấy. Tây thiên Tây hành đoàn người, bị bọn họ thời khắc chú ý nhìn thầy trò vài người đã tới lưu sa hà chỉ muốn thu rồi sa tăng mấy người này cũng liền học thành đội hoàn thành chỉ là hy vọng không muốn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn liên tiếp xảy ra bất trắc biến cố để cho như lai phật tổ tâm tính có chút băng từ không được được tha một cây thật tốt suy tính một chút tiếp theo vấn đề thuốc lá lấy ra nhưng là bên trong ba cái yên sớm đã không có chỉ còn lại một cái không bao thuốc lá rồi hút thuốc xong đồ chơi này càng không yên càng muốn rút ra. Cũng biết rõ đạo lý này. Cầm điếu thuốc hộp cẩn thận nhìn một chút, còn hướng phá sản rồi ngã, hy vọng có thể đổ ra một cây đến, chỉ có chút ít lẻ tẻ yên diệp tử, từ bên trong đi ra. Suy nghĩ một chút, như lai Phật tổ đem yên diệp tử lượng nhạc, đặt ở trong miệng nhai. Cô đông một chút, nuốt xuống. Không có cảm giác gì, xem ra còn phải rút ra nha. Nhưng là không khói, này có thể trách chỉnh ồ đường tam tạng đúng tìm đường tam tạng chúng phật có chút mộng bức ngạch nhìn phật tổ không biết rõ lão đại lại phát cái gì thần kinh bây giờ không nên thời khắc đóng chặt chú tây du sao nhưng là hắn lại lấy ra bao thuốc lá sắp xếp suy nghĩ cả nửa ngày ánh mắt của phật tổ hướng của bọn hắn xem ra nhất thời cũng ngồi ngay ngắn người lại chờ đợi phật tổ phát hiệu lệnh dò xét một vòng cảm giác nhân có chút không đúng từ Linh các Bồ Tát đây Như Lai Phật tổ hỏi Khởi bẩm ngã Phật Linh các Bồ Tát hôm nay nói thân thể có chút không thoải mái Văn Thù Bồ Tát nói không thoải mái kéo con bê đâu rồi một mình ngươi Bồ Tát thân thể sẽ không thoải mái Như Lai Phật tổ bấm ngón tay tính toán sắc mặt hơi đổi một chút cùng lúc đó, một nơi bên trong thiện phòng Linh các Bồ Tát mặc cái này cái quần nhỏ, lộ ra ủng phí hoa một thân thịt ở bên trong phòng, một cái còng tay đến chân, ngoài miệng ngậm thuốc lá. T. Ha. Thoải mái. Còn hảo chính mình cơ trí, đem thuốc lá giấu đi một ít, trộm cắp hưởng dụng. Đồ chơi này, bảo bối nha. Bất quá, vừa nghĩ tới cho như lai Phật tổ ba cái hắn có chút nhức nhối, bởi vì hắn nơi này cũng không có bao nhiêu dư lương rồi. Linh các Bồ Tát, ngươi thật lớn mật. Đột nhiên một tiếng quát to, ở bên trong phòng vang lên. Linh các Bồ Tát run một cái, trong tay yên cũng rơi trên mặt đất. Cũng không ngẩng đầu quỳ xuống lại, tham kiến ngã Phật. Trúng độc rồi, hút thuốc bị Phật tổ phát hiện. Nhưng là như lai Phật tổ cũng không trách tội, mà là nhàn nhạt một câu. Hàng đây. Linh các Bồ Tát sững sờ, rất nhanh phản ứng lại, vội vàng xuất ra còn sót lại hai cây yên, vẻ mặt nhức nhối đưa tới. Phật tổ minh giám, chỉ còn lại cuối cùng hai cây rồi con mắt của như lai phật tổ nhất thời sáng lên đem bên trong một cây ngậm lên môi vừa muốn điểm thấy linh các bồ tát rơi xuống đất thuốc lá ngay sau đó đem trong miệng này căng cầm đi xuống mà bắt đầu mà là nhặt lên trên đất kia nửa cái hút một hơi một khẩu này quất xuống như lai phật tổ nhất thời cảm giác thần thanh khí sản nguyên vốn có chút trách tội linh các bồ tát theo một cái yên đi xuống như lai cũng bình tĩnh lại đứng lên đi, bổn tọa không có trách tội ngươi. Linh các Bồ Tát run run rẩy rẩy đứng lên, cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn Phật tổ. Bổn tọa có chút chuyện trọng yếu phải đóng đại ngươi đi làm. Thuốc lá này như vậy hai cây không đủ một ngày rút ra, cho nên Phật tổ chuẩn bị để cho Linh các Bồ Tát đi tìm đường tam tạng đổi lấy một ít. Phật tổ mời nói. Linh các Bồ Tát gấp vội cung kính đáp một tiếng. Ngươi là bổn tọa trọng dụng người, cũng là bổn tọa tin tưởng người. Lời nói này, nghe Linh Các Bồ Tát thiếu chút nữa lệ nóng doanh tròng. Bổn tọa quyết định do ngươi đi tìm Đường Tam Tạng đem đổi lấy một ít yên, ngoài ra hỏi rõ ràng hắn cái này yên lai lịch. Linh Các Bồ Tát có chút phát mông, không nghĩ tới lại là chuyện này. Bất quá này chính hợp hắn ý, bởi vì hắn yên cũng mất, vừa vặn thuận tiện từ Đường Tam Tạng nơi nào chỉnh điểm. Công Phật chỉ. Linh Các Bồ Tát đáp một tiếng, cầm lấy cà sa thuần thục đeo vào trên người vô cùng lo lắng chạy hạ giới đi trúc hai cái phật tổ trở lại linh sơn trên ghế tiếp tục chú ý tới tay hành đoàn người lưu sa hà nước gợn khẽ rung đường vũ tâm lý âm thầm cười một tiếng cùng lúc đó trư bác giới cũng hướng đường vũ nhìn một cái này ngộ hố thế nào vẫn chưa trở lại nhỉ đường vũ vô tình hay cố ý nói đầy miệng có lẽ hầu ca đi khá xa đi trư bác giới âm thầm nắm chặt trong tay đinh ba Lúc này, đường vũ đứng lên, hai ngốc tử, chơi hắn nha. Trư bát giới sớm đã có chuẩn bị, nắm đinh ba chạy trong nước sông rồi đánh xuống. Núp ở dưới nước xa ngộ tịnh có chút mộng bức, không biết rõ mình tại sao lại bị phát hiện. Từ bị giáng chức tới lưu sa hà, đã có biết bao năm. Bất quá mỗi quá vài chục năm liền có một cái thỉnh kinh hòa thượng nơi này đi ngang qua, để cho hắn có thể đánh bữa ăn ngon đi ngang qua chín con lừa trọc toàn bộ đều để cho hắn ăn đủ loại nấu lần này còn nghiên cứu lần này là hấp hay lại là thịt kho tàu đây suy nghĩ một chút hấp một nửa vì gầy xen nhau dính điểm tỏi giả mùi vị hẳn rất tốt còn dư lại nửa dưới chuẩn bị hông gió làm nhiều chút thịt muối cái gì từ từ ăn nghĩ đến đây sa ngộ tịnh nhất thời có chút chảy nước miếng tuy nhiên lại phát hiện lần này cái này con lừa trọc lại học thông minh, mang theo bảo tiêu. Một con khỉ, một cái heo. Cũng còn khá, cái này con lừa trọc để cho con khỉ kia đi tìm ăn. Còn ăn đây. Một hồi mệt sức liền ăn ngươi. Trộm cắp ẩn núp tới, còn không chờ hắn động thủ đâu rồi, đầu heo kia nắm minh ba đã gọi lại. Hắn vội vàng tay cầm vũ khí nghênh đón. Phanh. Sa ngộ tịnh cảm giác một nguồn sức mạnh truyền tới, tâm lý hô thầm một tiếng không được, con heo này yêu còn thật lợi hại. Vừa mới chuẩn bị lặn xuống nước đi, sau này lại tìm cơ hội, giết chết cái này người đi lấy kinh. Đột nhiên dưới mông một cái thiết bổng thẳng tắp thăng lên, đỡ lấy hắn một đường hướng thiên. Đây là chuyện gì? Hắn ngồi ở tôn ngộ không kim cô bổng phía trên, còn có chút mộng bức. Ở đây sao thăng đi xuống, một hồi cũng đến thiên đình cái rắm rồi. Bất quá đến thiên đình cũng tốt, nhìn một chút ngày xưa những thứ kia bạn cũ. Nghĩ đến đây, sa ngộ tịnh vững vàng ngồi ở bên trên. Nhiều năm như vậy không trở lại, cũng không biết rõ những thứ này bạn cũ thế nào. Bọn họ còn nhận biết ta đây quyển liêm sao? Thiên đình. Ngọc Hoàng Đại Đế đang ở tảo triều đây. Vừa muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên một cái thiết bổng cho trước mặt hắn bàn thoáng cái đỉnh lật. Phía trên dưa và trái cây tán lạc đầy đất. Cho Ngọc Hoàng Đại Đế cũng hù dọa rồi run một cái ở thiết bổng phía trên còn ngồi một vật, tự hồ là nhân. Chúng tiên nhất thời đều ngẩn ra, không dám tin nhìn một màn này. Hải, mọi người khỏe. Sa ngộ tịnh vẫy tay cùng mọi người lên tiếng chào hỏi, nhưng là thiết bổng không ngừng, đỡ lấy hắn tiếp tục hướng đi lên. Vương mẫu nương nương ở tẩm cung thử đổi lại quần áo đây. Cũng không biết rõ ngọc đế cái kia ma quỷ, từ đâu chỉnh tới những y phục này, để cho nhân gia quái ngượng ngùng vương mẫu nương nương sắc mặt có chút mặt hồng hào đứng ở gương đồng trước mặt cẩn thận thử một chút những y phục này còn rất đẹp không trách ngọc đế cái kia ma quỷ nhất định phải chính mình mặc vào đây hừ lão sắc quỷ phanh một cây thiết bổng đỉnh đi ra bị dọa sợ đến vương mẫu nương nương một tiếng kêu sợ hãi sa ngộ tịnh trong lòng có chút bất mãn này chuyện gì lên trời rồi còn không để cho mình cùng bạn cũ ôn chuyện một chút ngay sau đó, hắn tâm lý nổi lên một tia dự cảm không tốt. Muốn xong con B. Cái này thiết bổng không sẽ đem mình trên đỉnh 33 trọng thiên chứ? Lúc này, bên cạnh một tiếng kêu sợ hãi, hắn bản năng đưa tay rạch một cái phóng, trực tiếp cho vương mẫu nương nương ôm ở trong ngực, theo thiết bổng lên một lượt thăng. Vương mẫu nương nương còn chưa phản ứng kịp đâu rồi, chính mình thử y phục thế nào có người dám xông vào chính mình tẩm cung đây. A, à, ngươi là ai? mau thả mở bản cung vương mẫu nương nương phát hiện mình lại một cái râu ria xồm xoàm da hỏa ôm ở trong ngực nhất thời kêu lên sợ hãi lưu sa hà tôn ngộ không từ trong sông nhảy ra thực ra hắn đã sớm trở lại chỉ là muốn lên đường vũ giao phó thần không biết quỷ không hay ẩn thân ở lưu sa hà bên trong đánh cái này yêu quái ứng phó không kịp nhìn còn đang tăng lên kim cô bổng tôn ngộ không ha ha cười to thu Kim cô bổng trong nháy mắt xuất hiện ở tôn ngộ không trong tay, hắn ngửa đầu hướng thiên nhìn lên nhìn. Ngộ hố, làm đẹp đẽ. Đường vũ khen ngợi một tiếng. Mất đi kim cô bổng, theo quán tính, sa ngộ tịnh lại hướng lên chạy trốn vài mét, nhưng là sau đó bắt đầu nhanh chóng hạ xuống. Hơn nữa trong lòng ngực của hắn còn ôm mặt hở hang vương mẫu nương nương. Thiên đình, mọi người tự hồ còn không có từ khiếp sợ trung tinh thần phục hồi lại. Bất quá, này hình như là tôn ngộ không kim cô bổng, đây là chuyện gì xảy ra? Con khỉ này, sẽ không còn phải lại lần đại náo thiên cung đi. Còn không chờ mọi người tinh thần phục hồi lại đâu rồi, kim cô bổng ở trước mắt biến mất, theo mà tới là cái kia râu ri sồn xoàm cũng rơi xuống, chỉ bất quá lần này ở trong lòng ngực của hắn còn ôm một người. Này hình như là vương mẫu nương nương. Hơn nửa mặt tự hồ còn có chút. Ngọc đế sắc mặt nhất thời xanh mét, hắn tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra, kia là mình phu nhân, vương mẫu nương nương. Hơn nữa còn mặc chính mình chú tâm chọn, chuẩn bị quần áo. Như vậy quần áo hẳn là hai người ở khuê phòng xuyên, trộm cắp thưởng thức, lần này đều bị nhân thấy được. Ngọc Đế có một loại bị đeo nón xanh cảm giác, hơn nữa còn bị rất nhiều người cũng cho đeo. Mà cái kia râu ri sồng xoàm, rốt cuộc là ai? Sẽ không vương mẫu nương nương cùng ai tư thông đi. Nàng ý trung nhân là một cái râu ri sồng xoàm, có một ngày biết cưỡi đến thiết bổng tới cưới nàng đáng chết ra cho ta rốt cuộc là ai ngọc đế nổi giận người này lại dám ông chính mình vương mẫu nương nương khởi bẩm ngọc đế tự hồ tự hồ là quyển liêm thái bạch kim tinh nói mặc dù quyển liêm biến thành cái này đức hạnh nhưng là một số người vẫn liếc mắt liền nhận ra lý tĩnh ngọc đế hét lớn một tiếng thần ở trẫm mệnh ngươi lập tức mang theo ngũ vạn thiên binh tập nã quyển liêm không trực tiếp giết chết ngọc đế giận dữ nói không đúng bây giờ vương mẫu nương nương mặt hở hang nếu như bị càng nhiều người xem đến khởi không phải mất mặt hơn rồi triệu tập hai trăm ngàn thiên binh trẫm tùy các ngươi cùng đi ngọc đế muốn hạ phàm sốt ruột ông vương mẫu nương nương nhanh chóng hạ xuống sa ngộ tịnh vừa muốn thi triển pháp lực ổn định thân hình đột nhiên bên cạnh một vệt kim quang xuất hiện một con khỉ tay cầm thiết bỗng chạy đầu hắn liền luôn đi qua ta đánh sa ngộ tịnh ốc vỡ toan thoáng cái liền đi qua công ngộ không nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt xuất hiện ở lưu sa hà một bên dọn dẹp thỏ hoang chuẩn bị nướng lên ăn rồi thỏ hoang nướng nửa chín rồi bầu trời chỉ trước nhất cái điểm đen nhỏ mạng mạng hiện ra hơn nữa càng ngày càng lớn phốc thông sa ngộ tịnh thi thể rơi vào lưu sa hà thật lâu lần nữa lơ lửng, theo lên xuống nước sông, hướng phương xa có chút trạo rực, đi xa. Thấy một màn như vậy, đường vũ âm thầm nở nụ cười. Ngộ hố, làm xong, vi sư thưởng thức ngươi. Đột nhiên đường vũ xoa xoa con mắt, trên mặt sông tựa hồ có một nữ nhân, bị tam lỗ mãn ôm vào trong ngực, hơn nữa còn đang kêu cứu đến. Đây là chuyện gì xảy ra? Trời cao một chuyến, tam lỗ mãn thuận tay còn bả da quyến đón lấy. Tôn ngộ không hỏa nhãn kim tinh nhìn một cái, nhất thời la lên, hình như là vương mẫu nương nương. Ngạch, vương mẫu nương nương. Tam lỗ mãn cho vương mẫu nương nương kéo hạ phàm. Ngộ hố, nhanh, nhanh, vét lên đến, vét lên đến, không, không, cứu người. Đường vũ cảm giác mình lời nói có chút vấn đề, gấp vội vàng đổi lời nói, để cho tôn ngộ không cứu người. Kim cô bổng trong phút chốc dài ra, hướng vương mẫu nương nương thọc tới. Nương nương, nắm chặt ta đây lão tôn thiết bổng. Lời này, nghe thế nào có chút không đúng đi. Đường vũ nhìn tôn ngộ không liếc mắt. Cho vương mẫu nương nương kéo tới, nhìn nàng mặt đến, đường vũ không khỏi đích thì thầm một tiếng, không phải là cùng ngọc đế đang làm việc chứ. Cảm thấy ánh mắt của đường vũ, vương mẫu nương nương hơi đỏ mặt. Thiên bồng tham gia nương nương. Trư bác giới hành một cái lễ. Cảm giác có chút lúng túng, nhưng vương mẫu nương nương tất lại không phải người bình thường đúng mực nói, thiên bồng đứng dậy đi. Đường vũ phi thường sẽ đến chuyện đem mình cà sa đưa cho vương mẫu nương nương, nương nương, khí trời có chút hơi lạnh, phủ thêm bần tăng cà sa đi. Cái này làm cho vương mẫu nương nương tán thưởng nhìn hắn một cái, cái này đường tam tạng thật biết giải quyết, hơn nữa cũng rất biết cách nói chuyện. Tây thiên, thấy một màn như vậy, đều ngẩn ra. Sa ngộ tịnh chết, bị tôn ngộ không một gậy liền cho mở gáo rồi, tử đều không thể chết lại bọn họ trơ mắt nhìn sa ngộ tịnh cưỡi tôn ngộ không kim cô bổng lên thiên còn không chờ bọn hắn phản ứng kịp đây sa ngộ tịnh đã ôm vương mẫu nương nương xuống phàm chúng phật toàn bộ đều nhìn về như lai chỉ thấy sắc mặt của như lai bình tĩnh tựa như nói đã thành thói quen phổ hiền ngươi nơi nào còn có một viên cửu chuyển kim đan ngươi đi đem sa ngộ tịnh sống lại đi như lai phật tổ đốt lên một điếu thuốc an bài thỉnh kinh đội ngũ vừa muốn học thành đội xong liền chết một cái muốn biết rõ sa ngộ tịnh cũng là thỉnh kinh trong đội ngũ không thể thiếu một người ai có thể nghĩ tới lại bị tôn ngộ không một gậy đập chết rồi tôn phật chỉ lĩnh phật chỉ phổ hiền bồ tát vội vàng hướng hạ giới đi vừa muốn đến lưu sa hà quan âm bồ tát sắc mặt nhất thời biến đổi tăng nhanh tốc độ chờ nàng đi tới nơi này thời điểm thấy là sa ngộ tịnh thi thể ở lưu sa hà càng phiêu càng xa đầu một vựng Thiếu chút nữa không trực tiếp ngã chổng vó. Mà Đường Tam Tạng vài người, phản phất hoàn toàn không có để ý, về chung chỗ ăn thỏ hoang đây. Đường Tam Tạng. Quan Âm Bồ Tát khẽ quát một tiếng, vung tay lên, xa ngộ tịnh thi thể bay lên bờ. Đã không thể nhìn rồi, đầu đã bị làm nhỏ vụn nhỏ vụn rồi. Đường Vũ Khấu trừ trừ lỗ tai, trực tiếp liền cho nàng không thấy, ăn lấy trong tay chân thỏ. Đường Tam Tạng, hắn chết như thế nào? quan âm bồ tát giận dữ này sa ngộ tình chết phải làm sao mới ổn đây bồ tát là như vậy bần tăng tình cờ phát hiện cái này yêu quái vì vậy vì không khỏi cái này yêu quái tiếp tục làm ác bần tăng sẽ để cho ngộ hố đánh chết đường vũ không nhanh không chậm nói đường tam tạng muốn biết rõ chúng sinh ngang hàng mà ngươi càng là một lòng hướng phật người càng ứng lòng dạ từ bi quan âm bồ tát quát khẽ đến lời nói này nghe đường vũ có chút buồn cười chúng sinh ngang hàng ngươi có thể kéo đến đi dám hỏi bồ tát bần tăng hàng yêu trừ ma có gì không đúng chuyện này cái này làm cho quan âm bồ tát có chút không biết rõ làm sao nói thoáng trầm ngâm một chút nói đường tam tạng ngươi muốn biết rõ người xuất gia lòng dạ từ bi ồ đường vũ trực tiếp cắt dứt lời nói của hắn ý vị thâm trường ồ một tiếng bồ tát ý là chúng sinh ngang hàng yêu quái cũng là cả đời một trong, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể giết. Lời nói này, nói tự hồ không cái gì không đúng. Quan âm Bồ Tát gật đầu một cái, nên như thế. Đường vũ quái dị cười một tiếng, hiểu. Ngay sau đó nói với tôn ngộ không, ngộ hố, tạo ra bảy hố, cho này cái đại ca chôn. Ngoài ra, bần tăng cảm giác sâu sắc ấy nấy, bần tăng sẽ đọc một ngàn lần vãng sinh kinh, hy vọng linh hồn hắn được an nghỉ quan âm bồ tát có chút phát mông này tự mình nói gì làm sao lại phải cho xa ngộ tình chôn cái này không thể được dừng tay dừng tay hai tiếng quát khẽ vang lên một tiếng là quan âm bồ tát còn có một âm thanh là từ đàng xa chạy tới phổ hiền bồ tát a di đà phật phổ hiền bồ tát đọc một câu phật hiệu đừng tam tạng người này là ngươi cái thứ ba đồ đệ phổ hiền bồ tát trực tiếp cùng hắn nói như thật ta còn không biết rõ đây là mệt sức cái thứ ba đồ đệ, hơn nữa còn đều là các ngươi an bài xong. Quả nhiên, tránh không thoát. Đừng vũ cho là giết chết sa ngộ tịnh, để cho thỉnh kinh học thành đội không làm được, cũng coi là từ trong nhà Phật cướp đoạt một ít khí vận. Nhưng là bây giờ xem ra, là hắn suy nghĩ nhiều. Còn không chờ hắn nói gì thế, phổ hiền Bồ Tát đã sống lại sa ngộ tịnh. Sa ngộ tịnh mờ mịt trợn mở con mắt, còn có chút mộng bước đây. Thật lâu, hắn mới hồi tưởng lại chuyện gì xảy ra thấy đứng ở bên cạnh con khỉ hắn không khỏi run run một chút có chút sợ hãi quyển liêm tham gia vương mẫu nương nương tham gia hai vị bồ tát sa ngộ tịnh óc mồ hôi lạnh quét quét chảy xuống đã biết là đã làm gì thấy được vương mẫu nương nương thay quần áo không nói còn ôm vương mẫu nương nương xuống phàm ngộ tịnh còn không đi bái kiến sư phụ của ngươi quan âm bồ tát nói nhìn một cái đường vũ, sa ngộ tịnh nói, ta đây không đi, con khỉ kia cực kỳ lợi hại, người sư phụ này ta đây không bái. Lớn mật. Quan âm Bồ Tát chợt quát một tiếng. Bất đắc dĩ, sa ngộ tịnh quỳ lạy ở đường vũ dưới chân, chỉ là nhìn tôn ngộ không lại tràn đầy phòng bị. Bị tôn ngộ không kia một gậy cho hắn làm sợ. Thấy nhận sa ngộ tịnh, quan âm Bồ Tát cùng phổ hiền Bồ Tát đều không khỏi ám ám thở vào nhẹ nhõm, này thỉnh kinh đoàn người, có thể tính học thành đội hoàn thành vừa muốn đem bọn họ thầy trò đoàn người đưa qua sông đột nhiên không trung có trống trận vang lên dày đặc thiên binh trong nháy mắt đứng đầy không trung mỗi một xó xỉnh ngọc đế hiện thân bà ra sắc mặt của hắn tái xanh vung tay lên vương mẫu nương nương bay đến bên cạnh hắn ngay sau đó chỉ xa ngộ tịnh bắt lại cho ta dừng tay quan âm bồ tát tự nhưng đã biết tất cả mọi chuyện xa ngộ tịnh cũng vậy ngươi nói trời cao liền lên thiên chứ ngươi đưa tay phủi đi gì chứ trả lại cho nhân vương mẫu nương nương hoa kéo xuống càng đáng sợ hơn là vương mẫu nương nương mặt hay lại là những thứ kia quần áo bị hắn ôm ở trong ngực là người đàn ông cũng không tiếp thụ nổi huống chi là hắn tam giới chi chủ ngọc hoàng đại đế đây ngọc đế có thể nghe bần tăng một lời quan âm bồ tát nói có chuyện gì chờ ta chết chết quyển liêm lại nói bắt lại ngọc đế chân nộ rồi nói là bị đội nón xanh, cho cắm sừng, hơi quá, nhưng cũng không kém. Đột nhiên xảy ra sự tình như thế, để cho đường vũ đều có chút mộng bức, nhìn những thứ kia thiên binh vọt xuống tới, hắn chào hỏi ngộ hố cùng hai ngốc tử, tránh cho tổn thương vô tội, theo vi sư lui về phía sau. Tôn ngộ không cùng trư bác giới rất là nghe đường vũ lời nói, đồng loạt lui qua một bên, nhìn mình cái tiện nghi này sư đệ. Trong sân chỉ còn lại sa ngộ tịnh một người, hắn đáng thương nhìn một chút tân bái làm thầy, sau đó nhìn một chút Bồ Tát. Như vậy một hồi, thiên binh đã vọt xuống tới, đem sa ngộ tịnh bao bọc vây quanh. Trận này trường, có thể so với ta đây lão tôn năm đó đại náo thiên cung dáng vẻ nha. Tôn ngộ không nhìn dày đặt thiên binh nói một câu. Cũng không biết rõ cái này tam lỗ mãn đã làm gì, đem vương mẫu nương nương kéo xuống phàm không nói, còn để cho ngọc đế đại động can qua, này cũng phát động thiên đình một gần một nửa binh lực. Từ Đường Vũ nhìn một chút vương mẫu nương nương, trong lòng có chút sáng tỏ. Không phải là hàng này vừa vặn mắt thấy đến Ngọc Đế cùng vương mẫu nương nương đang làm vận động đi, sau đó mơ mơ màng màng cho vương mẫu nương nương hoa ngẩn ra tới. Ngọc Đế dùng sức một cái đổi ván giường lên. Nhìn Ngọc Đế xanh mét mặt, tự hồ rất có khả năng này. Không thể không nói, đường vũ trí tưởng tượng rất là phong phú. Bất quá đối với sa ngộ tịnh, hắn nguyên bản là không nghĩ thu, bị lộng tử tốt hơn ngay cả đường vũ cũng không nghĩ tới lại hội âm kém dương thác chỉnh ra sự tình như thế sa ngộ tịnh là vạn vạn không dám cùng thiên binh động thủ quỳ sụp xuống đất quyển liêm biết sai cầu ngọc đế tha mạng ngươi ôm trẫm vương mẫu còn để cho nàng như vậy mặt đứng ở trước mặt mọi người chính là một câu biết sai trẫm là có thể tha ngươi sao bắt lại ngọc đế quát khẽ một tiếng tất cả người run lẩy bẩy một cái không chú ý chính mình vương mẫu bị người ôm xuống phàm. Ngọc Đế, xin nghe bần tăng một lời. Quan âm Bồ Tát nói, đừng xem đối với đường tam tạng thầy trò đám người, nàng nói chuyện rất là không khách khí, nhưng là đối với Ngọc Đế cũng không dám tùy tiện lỗ mãn, không nói nhân gia tu vi xa xa so với nàng cường đại, càng là tam giới gian bả tử. Này xa ngộ tịnh nhưng là vạn vạn tử không được. Quan âm Bồ Tát ý vị thâm trường nói, Tây Du Lượng Kiếp còn cần hắn, làm sao có thể để cho hắn chết như vậy đây? Ngọc Đế vốn là tâm tình không tốt, này liên tiếp bị quan âm Bồ Tát chống đối, càng tức giận rồi. Hắn phát hiện này quan âm Bồ Tát đầu sẽ không quẹo cua. Trẫm còn có thể không biết rõ sa ngộ tịnh tử không phải sao. Nhưng là như vậy giống trống cua chiên nếu như không làm chút gì, hắn Ngọc Đế còn muốn hay không lại trên trời lăn lộn. Trước tiên đem sa ngộ tịnh giết chết, bảo vệ hắn ngọc đế mặt mũi, sau đó các ngươi ở sống lại không thì xong rồi sao? Cũng không trễ nải lấy Tây Kinh. Ngươi coi như là cái thứ gì, xứng sao cùng mệt sức nói chuyện, cho các lão đại của ngươi gọi tới. Ngọc đế trực tiếp hồi đổi tới, bây giờ hắn không muốn cùng tên ngu ngốc này Bồ Tát nói nhảm, trực tiếp sẽ đối lời nói lão đại bọn họ. Sa ngộ tịnh căn bản không có phản kháng, dĩ nhiên hắn cũng không dám, cho nên trực tiếp liền bị thiên binh bắt lại hắn tội nghiệp nhìn quan âm bồ tát hy vọng có thể cứu hắn ông vương mẫu nương nương cho nàng kéo hạ giới rồi ngọc đế đây là muốn quyết tâm giết chết hắn nha đã như vậy liền làm phiền ngọc đế chờ chốc lát bần tăng trở về để cho phật tổ tới chủ trì chuyện này phổ hiền nói âm thầm nhìn quan âm liếc mắt ý kia rất rõ ràng ngươi ở đây nhìn đừng để cho ngọc đế thật đem hắn giết chết nói xong phổ hiền bồ tát trực tiếp trở lại linh sơn rồi hắn phải đi mời lão đại bằng không nơi này sự tình hắn và quan âm thật đúng là không đè ép được tâm lý cho sa ngộ tịnh mắng phải chết ngươi không việc gì ôm nhân vương mẫu nương nương làm gì này chỉnh không tốt cũng dễ dàng đưa tới phật đạo đại chiến sa ngộ tịnh là vạn vạn tử không phải nhưng khi nhìn ngọc đế dáng vẻ cũng không khả năng tính như vậy hừ ngọc đế hừ một tiếng chắp tay đứng ở trên trời cao áo quần phiêu phiêu này tấm đụng vách tường dáng vẻ nhìn đường vũ chặt chặt than thở không hổ là tam giới chi chủ nhìn nhân gia cái này đụng vách tường gián vẽ tùy tùy tiện tiện liền triệu tập hơn mấy triệu tiểu đệ một bộ một lời không hợp chém liền chết ngươi gián vẽ thầy trò ba người đứng ở một bên không xa đường vũ còn thuốc lá lấy ra ngậm lên một bộ xem cuộc vui dáng vẽ thấy đường vũ này tấm được nước quan âm bồ tát nhất thời sắc mặt trung lên người này hút thuốc uống rượu tuy nhiên đã là mọi người đều biết chuyện nhưng là trước mặt mọi người lại không thể chú ý một chút hình tượng sao? Này Phật môn mặt là hoàn toàn bị đường tam tạng mất hết. Khóe miệng của Ngọc Đế giật giật, ha ha phá lên cười, Quan Âm tôn giả, các ngươi chọn cái này người đi lấy kinh quả nhiên là không phải bình thường, không giống vật thường nha. Đây cũng nói rồi, các ngươi Phật môn ánh mắt độc nói nha. Cái này người đi lấy kinh liền cùng một gã lưu manh côn đồ như thế, thật không biết rõ đã từng một lòng hướng Phật kim thiền tử thế nào biến thành này tấm đức hạnh. Quan âm sắc mặt có chút khó coi, miễn cưỡng cười, A-di-đà Phật, có lẽ cùng nhau đi tới, trải qua hiểm trở, để cho hắn có chút thay đổi, đây cũng là bình thường trong dự liệu, Ngọc Đế không cần quá để ý nhiều. Dựa vào. Lão tiểu tử này nói chuyện bẩn thiểu chính mình đây. Đường vũ bất mãn nhìn Ngọc Đế liếc mắt, sớm biết không cho vương mẫu nương nương khoát cà xa rồi. Ngạch, bất quá như đã nói qua, Ngọc Đế chơi đùa còn rất hoa hoa. Lão tiểu tử thật biết chơi đùa. Trên người vương mẫu nương nương quần áo, có cơ hội để cho Cao Thúy Lan cũng thử một chút. Nghĩ đến đây, đường vũ nhất thời thân thể hỏa nóng lên, có một loại để cho tôn ngộ không cổng hắn bay trở về cao lão trang xung động. Mặc dù hắn rất muốn trở về, nhưng là phỏng chừng Phật môn những thứ kia biết độc tử không thể đồng ý. Sa ngộ tịnh bị hai cái thiên binh gắt cao đè, cúi đầu không nói một lời hắn tự nhiên biết rõ sinh tử ngay tại một đường giữa. Thiên đình đã sớm đem hắn quyển liêm từ bỏ. Nghĩ đến đây sa ngộ tình ủy khuất đứng lên. Muốn ta đây quyển liêm hầu hạ ngọc đế thời gian bao lâu, lại nhân là một cái phá đèn lưu ly liền đem mình cách chức hạ phàm. Càng nghĩ càng thấy được tuổi thân, nhất thời chảy nước mắt khóc. Hắn này vừa khóc, người sở hữu đều nhìn lại. Một cái hung thần ác sát râu ria xồm xoàm, trên cổ còn treo móc chín đầu khô lâu giờ phút này khóc ròng ròng, thấy thế nào đều cảm giác quá dị. Ngọc Đế, ta đây quyển liêm thật không phải cố ý, nhiều năm như vậy ta đối với ngươi trung thành cảnh cảnh, bị giáng chức hạ phàm không nói, ngươi còn muốn giết ta đây. Ngọc Đế ám thầm hừ một tiếng, ngươi ôm trẫm vương mẫu, nếu như không phải là bởi vì thân phận của Tây Hành, trẫm cũng để cho ngươi hồn phi phách tán. Ngọc Đế, này quyển liêm đại tướng đã từng cũng là trung thành cảnh cảnh, cần gì phải bởi vì một chút chuyện nhỏ mà đại phát lôi đình đây quan âm bồ tát thực thì nói ngọc đế hướng nàng nhìn lại ánh mắt của hắn thâm trầm xuống xin hỏi bồ tát quyển liêm vì sao chán nản đến đây chẳng nhẽ ngươi không biết rõ nghe vậy quan âm bồ tát không biết rõ nên nói gì vô luận là thiên bồng nguyên soái hay lại là quyển liêm đại tướng cũng là bởi vì phật môn vì hoàn thành tràng này tây du lượng kiếp bất quá cùng thiên đình cũng là bởi vì quan hệ hợp tác. Quyển Liêm chán nản đến đây, mặc dù có Phật môn thao tác, nhưng là ngươi ngọc đế nếu như không cho phép, ai dám làm những gì. Dù sao cũng phải nói đến, ngươi không phải cũng muốn từ nơi này tràn tây du lượng kiếp trung, chia một chén canh sao. Lúc này, trong hư không, có thanh âm truyền tới. Ngọc đế, bổn tọa tới. Hắn tới, hắn tới. Hắn ngậm thuốc lá, bọc cà sa, trồng trồng lăng lăng đi tới nhìn như lai Phật tổ, ngọc đế thần sắc ngẩn ra. Đây là cái gì hình dáng, thế nào như vậy xã hội đây? Nhìn ngậm thuốc lá như lai Phật tổ, đường vũ tại chỗ liền ngây ngẩn. Mặc dù hắn luôn muốn để cho Phật tổ thử một lần, nhưng là này mẹ hắn cũng quá thuận lợi, trực tiếp tự mình ngậm lên. Nhìn kia yên, rõ ràng cho thấy cho hoàng phong đại vương kia hộp. Quan âm Bồ Tát nghiêng đầu đi, vừa mới nhìn đường vũ ngậm thuốc lá, nàng còn cảm giác có nhục Phật môn đâu rồi, nhưng là này như lai Phật tổ cũng ngậm lên, hơn nữa còn là quang minh chính đại ngậm thuốc lá đi ra bình chuyện. Bây giờ này Phật môn, thế nào cảm giác như vậy quái dị đây? Như lai, hôm nay ta muốn giết chết quyển liêm. Ngọc đế trực tiếp có nên nói hay không nói? Âm thầm ý là, ta giết chết hắn, sau đó ngươi sống lại, không trễ nải lấy tay kinh, trẫm mặt mũi cũng bảo vệ. Như lai sắc mặt biến thành hơi hàng, bắn một chút cho thuốc lá, ngoẹo đầu, Cứng cổ nói, ngươi nói cái gì? giết chết hắn. sau này đây đều là hắn phật môn người, tự nhiên muốn hết sức bảo vệ. hơn nữa Sa Ngộ Tịnh hay lại là Tây Du Trung trọng yếu nhất một người, ngươi nói giết chết liền giết chết. không nghĩ rằng chúng ta Phật giáo đại hưng, ngươi cứ việc nói thẳng. Ngọc Đế hô hấp một hồi, này Như Lai như thế nào cùng một cái nhị lăng tử tự đắc, làm sao lại không nghe rõ trẫm ý tứ giữa lời nói đây? Như Lai, hắn ôm Trẫm vương mẫu ngươi để cho trẫm mặt mũi để nơi nào quyển liêm ngươi không thể giết chết ngươi nên biết rõ hắn trọng yếu về phần ôm ngươi vương mẫu này đơn thuần ngoài ý muốn hơn nữa tây du trung xuất hiện biến số ngươi không sẽ không biết chưa tây du xuất hiện biến số ngọc đế tự nhiên biết rõ bất quá chuyện này với hắn cũng không có ảnh hưởng gì dù là không làm được lấy tây kinh tổn thất là bọn hắn phật môn không biết rõ sắc mặt của ngọc đế tái xanh nói ngươi sẽ không biết rõ, kéo con bê đây. Khóe miệng của Như Lai có chút co quắp một cái, ta hoài nghi chuyện này rất có thể là biến số đang nhúng tay, âm thầm dở trò quỷ, cho nên quyển liêm bất quá chỉ là bị đẩy ra một cái người bị hại. Dù là hắn lại là người bị hại, tuy nhiên lại chân chân thiết thiết, ôm vương mẫu. Hơn nữa như vậy giống trống khu chiên, mang theo nhiều người như vậy tới. Nếu như không làm điểm cái gì, còn tưởng rằng sợ Như Lai đây những thứ này cùng trẫm có quan hệ gì? Ta tới chỉ là vì quyển liêm mà tới. Ngọc Đế vừa nói hướng về phía phía dưới thiên binh phân phó nói, giết chết. Như Lai Phật tổ sắc mặt trung lên, ngươi dám. Hắn vung tay lên, phía dưới thiên binh nhất thời cũng bay hướng xa xa. Cùng ùng ngã vào lưu sa hà. Trên người Ngọc Đế khí thế vậy đột nhiên bay lên. Chuẩn thánh. Hắn giống như Như Lai đều là chuẩn thánh tu vi con mắt của tôn ngộ không nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn ngọc đế nếu hắn giống như như lai cường đại tu vi tại sao tại hắn đại náo thiên cung thời điểm yêu cầu giúp như lai phật tổ đây lấy ngọc đế như vậy tu vi bắt hắn lại đồng dạng cũng là dễ như trở bàn tay giờ khắc này tôn ngộ không chân chân thiết thiết cảm thấy âm mưu nhìn không trung dằn con ngọc đế cùng phật tổ một cái tam giới chi chủ một cái tây thiên giang bả tử làm một trượng cũng không biết rõ ai lợi hại. Nói thật, ngay cả Đường Vũ cũng không nghĩ tới, nhưng là một cái xa ngộ tình, lại có thể đưa tới Phật đạo dằn co, chặt chặt. Thật là vô tâm cắm liễu, liễu thành rừng. Bất quá hắn cũng biết rõ, kia sợ sẽ là làm, cũng bất quá chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, hai người không thể nào liều mạng làm. Lại nói mặt trên nhất định là có thánh nhân chú ý hết thảy, nếu như sự tình thật đã xảy ra là không thể ngăn cản tuyệt đối sẽ có thánh nhân ra mặt. Nhưng là có thể thấy như vậy tình cảnh cũng không dễ dàng. Hắn kéo ngộ hố hai ngốc tử, lại lùi về phía sau mấy bước, tránh cho tổn thương người vô tội. 33 trọng thiên Thái thượng lão quân khẽ lắc đầu một cái, này chơi đùa có chút quá. Hắn bước ra một bước, trong nháy mắt đã xuất hiện ở Lưu Sa Hà. Tất cả giải tán đi. Thái thượng lão quân nhẹ phiêu phiêu nói. Tham kiến lão quân ngọc đế cùng như lai vội vàng tham bái tất cả giải tán đi nhưng là ngọc đế có chút hơi khó đứng lên thái thượng lão quân phất phất tay nhất thời tất cả mọi người đều bị tẩy địch trí nhớ dĩ nhiên tẩy đi là liên quan tới vương mẫu nương nương trí nhớ chỉ có ngọc đế vương mẫu như lai đường vũ cá biệt vài người còn cất giữ vốn là trí nhớ một ít thiên binh thiên tướng có chút mộng bức không biết rõ mình thế nào xuất hiện ở nơi này bất quá nhìn một cái ngọc đế đều ở chỗ này, ai cũng không thể hỏi nhiều. Như thế nào? Thái thượng lão quân từ tốn nói. Mặc dù có chút không cam lòng, nhưng là ngọc đế cũng không tiện nói gì. Sắc mặt của hắn tái xanh nói, "Lui binh, xoay chuyển trời đất." Chân trời. Tối ông ông thiên binh trong nháy mắt rút lui. Thấy một màn như vậy, Đường Vũ ngầm thở dài, sao không làm một trận đây? Dĩ nhiên cũng làm như vậy ảo não đi nha. Đa tạ lão quân Như lai Phật tổ cung kính thi lễ Thái thượng lão quân cười khẽ một chút Thân ảnh biến mất ngay tại chỗ Chỉ là trước lúc ly khai phản phất nhìn đường vũ liếc mắt Đây là đường vũ cảm giác Bất quá loại cảm giác này vô cùng rõ ràng Cái nhìn này là ý gì? Nhắc nhở sao? Là bởi vì mình lần này đem thiên đình dụ dỗ rồi Còn là bởi vì cái gì đây? Hay hoặc là tự nói với mình không nên quá? Nhìn Thái Thượng lão quân rời đi, như Lai Phật tổ nhất thời thẳng người bản, đường Tam Tạng, Tây Thiên chuyến đi, mặc dù đường đi chật vật, một đường hiểm trở, nhưng tuyệt đối không thể quên chính mình dự tính ban đầu nha. Thừa cơ hội này, hắn vừa vặn nhắc nhở đường Tam Tạng một phen. Gần đây này đường Tam Tạng cũng không biết rõ rút ra cái gì tà phong, càng ngày càng quá phận. Ăn thịt uống rượu, liền sắc giới cũng phá. Hơn nữa trên người không có bất kỳ một chút người xuất gia thần thái nhìn cà sa xuyên, phía dưới trực tiếp thắt ở rồi ngang hông, mà quần và đại quần cộc tự đắc, trực tiếp bị hắn vén đến bắp đùi. Này tấm đức hạnh, Phật tổ đều có một loại một trưởng vỗ tử hắn xung động. Không trách cho quan âm tôn giả tức quá sức đâu rồi, vốn là hắn còn tưởng rằng quan âm tôn giả tu hành không đủ, tâm tính không yên. Nhưng là tận mắt thấy rồi hắn này tấm đức hạnh, như lai Phật tổ cũng sinh khí. Dự tính ban đầu Đường Vũ dự tính ban đầu liền thì không muốn đi Tây Thiên Biết Đường Vũ tức giận nói Yên cũng nhanh rút ra không có chứ Đây chính là tăng thêm vật liệu Mà lần này có nhường hay không như Lai like ở mang một ít trở về đây Tự hồ có thể Âm thầm cùng hệ thống lại đổi một ít yên Hơn nữa còn là tăng thêm mảnh vật liệu So với cho Hoàng Phong Đại Vương kia hộp mạnh hơn Đã như vậy các ngươi cũng nhanh nhiều chút lên đường đi, sớm ngày đi tới Tây Thiên, sớm ngày thành Phật." Như Lai Phật Tổ trực tiếp dụ dỗ lên. Vừa nói Như Lai Phật Tổ chuẩn bị rời đi, trở lại Đại Lôi Âm tự rồi. Chỉ là vừa nghĩ tới yên không có, hắn hơi hơi do dự xuống. "Liền như vậy, sự tình như thế giao cho linh các Bồ Tát làm đi. Chính mình ra mặt không tốt." "Bảo tử." Như Lai Phật Tổ thân thể rung lên. "Bảo tử" Thật là thật lâu dài gọi. Tựa như có lẽ đã rất lâu, rất lâu không có nghe được tiếng xưng hô này. Không đúng. Mình đã không phải lúc trước đa bảo đạo nhân, hiện tại chính mình là Như Lai Phật Tổ, Tây Thiên Giang Bả Tử, ai dám gọi mình bảo tử? Này không phải muốn chết sao? Tôn Ngộ Không cùng Trư Bát Giới cũng trương xem liếu lưỡi nhìn Đường Vũ. Chính hắn một sư phó thật đúng là hùng hổ nha. Lại kêu Như Lai Phật Tổ bảo tử. Như Lai Phật tổ sắc mặt lạnh giá nhìn đường vũ. Không mang theo điểm đặc sản trở về sao? Đường vũ cười hắc hắc, trong tay xuất hiện hai gói thuốc lá. Con mắt của Như Lai Phật tổ nhất thời sáng lên. Vừa mới hắn liền muốn nhất vụ này, có thể là mình một cái Phật tổ tìm người muốn yên không tốt. Không nghĩ tới, đường tam tạng lại sẽ chủ động lấy ra. Một thời điểm lười so đo, đường tam tạng đối với hắn gọi bảo tử chuyện này rồi. Đem ra. Phật tổ ngang ngược cười một tiếng, tay vung lên, hai hộp thuốc lá rơi vào trong tay hắn, nhất thời có một loại lập tức ngậm lên một cây xung động. Đây chính là bần tăng tốn số tiền lớn lấy được, lần sau nếu như lại muốn, ngạch, ngươi biết. Đường vũ cười hắc hắc, ý kia rất rõ ràng, lần sau trở lại cầm yên, được dùng cái gì trao đổi. Như lai Phật tổ hừ một tiếng, trực tiếp rời đi. Tiến vào hồng hoang một nơi, lập tức không kịp chờ đợi ngậm lên một nhánh. Từ thuốc lá này rút ra, tự hồ so với linh các Bồ Tát mang về những thứ kia, càng tốt. Xem ra cái này đường tam tạng vẫn là rất hiểu chuyện, thứ cốt biết rõ hiếu kính chính mình. Hút, hô. Thoải mái. Đây thật là thứ tốt, nhất định chính là hưởng thụ. Sư phụ mình lại chủ động cho như lai Phật cổ yên. Cái này không do để cho tôn ngộ không nhiều nhìn hắn một cái, hắn chính là biết rõ, sư phụ mình cùng Phật môn đã sớm âm thầm đối mặt, tại sao có thể như vậy lòng tốt theo phật tổ trời đi quan âm bồ tát vung tay lên một cái tự hồ lô lớn nâng lên thầy trò mấy người vượt qua lưu sa hà sa ngộ tịnh đối tôn ngộ không có chút sợ hãi mặc dù hắn quên rồi vương mẫu nương nương sự tình nhưng là bị tôn ngộ không một gậy mở gáo sự tình hắn chính là nhớ rõ ràng qua lưu sa hà đường vũ đảo cưỡi lừa mở ra hệ thống giao diện một đống lớn thứ tốt nhưng là hắn cũng hối đoái không nổi kia phía sau một nhóm linh nhìn hắn có chút hoa mắt choáng váng đầu bây giờ hắn bất quá mới vừa hơn một triệu khí vận giá trị dù sao cũng phải còn nói hay lại là nghèo nha bây giờ mình đã nhân tiên tu vi có phải hay không là cũng phải chỉnh ít đồ bước vào địa tiên đây bất quá bây giờ việc cần kiếp trước mắt là kiếm tiền có tiền hết thảy đều dễ nói hồng hoang sâu bên trong tiếp dẫn chuẩn đề hai vị thánh nhân thấy chính mình đồ tử đồ tôn suýt nữa cùng thiên đình làm. Cũng là bởi vì một cái sa ngộ tình thiếu chút nữa dẫn phát Phật đạo đại chiến. Không nghi ngờ chút nào, khẳng định phía sau có người khác đang nhúng tay. Tây Du đi đến bây giờ ngoài ý muốn liên tiếp xuất hiện, ở tiếp tục như thế, tự hồ tràng này Tây Du lượng kiếp có thể liền phế. Ai cũng không biết rõ vì tràng này Tây Du lượng kiếp, hai người chuẩn bị bao nhiêu năm. Hai người bọn họ vốn là mượn công đức thành thánh. Đạo ca, ngươi nhìn chúng ta hai huynh đệ nhiều năm như vậy cũng không dễ dàng vì ngươi cũng tận tâm tận lực có thể hay không mượn chút công đức để cho hai anh em chúng ta trước thành thánh thiên đạo suy nghĩ một chút nhận thức vì cái biện pháp này có thể được kết quả là để cho hai cái này tiểu lão đệ trước thành thánh sau này bồi hoàn gấp đôi nhất định nhất định hai anh em chúng ta sau này gấp ba trả lại ngươi đều được hai người liên tục đáp ứng cái gì cũng không có so với thành thánh trọng yếu trước thành thánh lại nói nhưng là thành hết thánh hậu hai người phát hiện lưu cái hai người địa phương chỉ còn sót tây phương này một mảnh trống trơn đất nghèo hai người buồn nha tóc một cái một cái xuống nha này có thể trách chỉnh nha ở nơi này chim không thèm ỉa địa phương tự hồ cái gì thao tác cũng thao tác không nổi rồi trống trơn từ con mắt của hai người sáng lên Nhất thời có biện pháp, sáng lập trống trơn hay ý, cũng chính là Phật môn tứ đại giai không. Này có pháp, không có ai cũng không được. Lúc đó phong thần lượng kiếp vừa mới kết thúc không lâu, thông thiên bị hồng quân đầy đến hồng hoang sâu bên trong, môn hạ đệ tử chia năm xẻ bảy. Kết quả là hai người lại có biện pháp. Không có ai, các sư huynh cho chúng ta bồi dưỡng. Hai người xuất tìm được trước rồi đa bảo đạo nhân. Một hồi khuyên, bảo tử ngươi xem các ngươi tiệt giáo đã trúng độc rồi, sư phụ của ngươi thông thiên cũng bị đầy đến hồng hoang. Đến chỗ của ta đi, cho ngươi làm cái vật tổ cái gì? Đa bảo đạo nhân nghe một chút, một mặt là tổ, một mặt là tử, lựa chọn thế nào còn cần phải nói sao? Cho nên, đa bảo đạo nhân phủ thêm cà sa, biến thành Tây Thiên Như Lai. Nhìn một cái dẫn đầu có, người phía sau liền dễ nói rồi. Dù là bây giờ bọn hắn Phật giáo quan âm Bồ Tát, đều là xiển giáo từ hàng đạo nhân. Từ xiển giáo cùng tiệt giáo hai anh em này, không ít hướng quá đào người. Cho nên cái này cũng đưa đến Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với bọn họ bất mãn. Nhìn một cái Tây Du xuất hiện biến số, hai người tự nhiên đứng mũi chịu sào hoài nghi đến trên người Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hai người cũng cảm giác thật tuổi thân, chúng ta thật vất vả có biện pháp kiếm lấy công đức, tiện đem nạn đói trả hết nợ. Về phần như vậy bị người ngăn trở dừng sao? âm thầm làm chuyện xấu. Hai người liếc nhau một cái, đồng thời đứng dậy. Đối với bọn hắn thánh nhân mà nói mấy trăm ngàn dặm khoảng cách, bất quá chớp mắt là tới. Ngọc Hư Cung Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên cảm thấy hai vị thánh nhân khí tức, tâm lý còn có chút kỳ quái, bọn họ làm sao tới rồi hả? Vừa mới chuẩn bị đứng dậy nên đón, nhất thời vô tận uy thế bao phủ mà tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn kinh hải, vội vàng vận dùng pháp lực che ở Ngọc Hư Cung, nhưng là vòng ngoài vẫn bị liên lụy hóa thành bụi bậm các ngươi đây là ý gì sắc mặt của nguyên thủy thiên tôn tái xanh nhìn hai vị thánh nhân cảm giác có chút không giải thích được đây là sao rồi hả các ngươi ở hồng hoang đợi thật tốt thuận tiện chú ý các ngươi thỉnh kinh đại nghiệp ta cũng ở đây ngọc hư cung tu luyện khởi không phải rất tốt vậy làm sao đi lên liền động thủ đây nguyên thủy thiên tôn ngươi không biết không tiếp dẫn cười lạnh một tiếng Ta biết rõ cái gì? Ta biết rõ. Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút mộng bức. Các ngươi đến nơi này của ta một lời không hợp liền động thủ, đem Ngọc Hư Cung cũng hủy đi một tí, còn hỏi ta biết rõ. Ta biết rõ ngươi đánh giả nha. Sư đệ, cùng hắn phí cái gì lời nói? Chuẩn đề trực tiếp động thủ. Tây Du Lượng Kiếp, hai người tìm cách bao nhiêu năm, làm sao có thể hủy ở Nguyên Thủy Thiên Tôn trên tay? Thừa cơ hội này, cũng tốt cảnh cáo một chút người khác. Ba người đại chiến với nhau. Đương nhiên, ba người đều là ở hồng hoang sâu bên trong đại chiến, bằng không lấy bọn họ như vậy thánh nhân chi uy, tam giới cũng có thể đánh tan. Hồng hoang sâu bên trong thông thiên thấy một màn như vậy, ha ha phá lên cười. Không hiểu em đẹp thế nào làm vậy rồi, bất quá hắn cùng mấy vị này thánh nhân đều có thù. Làm đi, làm chết một người thiếu một cái. Nguyên thủy Ngươi lão tiểu tử này không được đâu, nhiều năm như vậy ngươi cũng tu luyện trên người cẩu đi sao? Thông thiên vừa xem cuộc vui, còn một bên phê bình, nhiều năm như vậy, không có gì tinh tiến nha. Còn có Tây Phương hai vị thánh nhân, thiếu thiên đạo công đức, các ngươi còn sao? Nghe được thông thiên lời nói, ba người khóe miệng nhất thời co quắp một trận. Một cổ nhu hòa lực lượng tản ra, ba người đều không khỏi lui về sau một bước. Chỉ thấy hồng hoang sâu bên trong, lan tràn nổi lên một cổ nhu cùng khí tức chân trời tạo thành vòng xoáy màu đen một bóng người từ trong dần dần hiển hiện ra đó là một cái gầy tiểu lão đầu chỉ là hắn da thịt đỏ thắm trong hai mắt như có ngàn vạn tinh thần lưu chuyển theo hắn vừa xuất hiện mấy cái thánh nhân đều không khỏi sửng sốt một chút thái thượng lão quân cũng chạy tới cung kính thi lễ ra mắt lão sư thông thiên mấy người cũng rối rít hành lễ ra mắt lão sư tới nhân thân phận miêu tả sinh động trong truyền thuyết hợp thành thiên đạo vị kia hồng quân thánh nhân cuộc chiến lại đem hồng quân dẫn xuống dưới theo hồng quân thứ nhất nhất thời cũng yên tĩnh tây du xuất hiện biến số ta đã biết nhưng cũng không thánh nhân nhúng tay ánh mắt của hồng quân nhìn về thông thiên ở nơi này hồng hoang sâu bên trong ngươi đã nhiều năm đi đi thông thiên vui mừng cung kính thi lễ đa tạ lão sư sau khi nói xong, Hồng quân biến mất ngay tại chỗ. Nguyên tưởng rằng một trận thánh nhân đại chiến, khẳng định được thiên băng địa liệt, không ai từng nghĩ tới theo Hồng quân xuất hiện, dễ như trở bàn tay giải quyết. Thông thiên trở lại bích du cung, không khỏi có một loại dường như là cách một đời như vậy cảm giác. Tham kiến sư tôn. Môn hạ đệ tử vội vàng quỳ xuống lại. Nhìn những người này, thông thiên không khỏi thở dài một cái. Đã từng một ít đệ tử đắc ý, đều đã bị Tây Thiên phổ độ thành Phật, trong đó còn bao gồm hắn một ít đệ tử đắc ý, đa bảo đạo nhân, trường nhĩ định quan tiên. Bất quá xiển giáo cũng bị phổ độ không ít, nghĩ như vậy, thông thiên nhất thời cảm giác mình tâm lý thăng bằng không ít. Tây Du xuất hiện biến số, bọn ngươi tận lực ra tìm biến số. Thông thiên hạ rồi một cái mệnh lệnh. Ừ. Tiếp dẫn chuẩn đề hai vị thánh nhân, lần này hoàn toàn cảm thấy mộng bức. Vốn là dưới cái nhìn của bọn họ, nhất định là nguyên thủy thiên tôn lão tiểu tử này âm thầm nhúng tay không chạy nhưng là hồng quân cái kia lão bất tử nói hết rồi không có thánh nhân nhúng tay cái này thì mẹ hắn kỳ quái nếu như không phải thánh nhân nhúng tay kia biến số đến từ đâu đây hai anh em khó hiểu đứng lên đường vũ nằm ở con lừa trên người mơ mơ màng màng cũng phải ngủ rồi đột nhiên truyền đến âm thanh gợi ý của hệ thống đinh chúc mừng túc từ đạo môn cướp đoạt khí vận. Khen thưởng 5 triệu, khí vận giá trị. Nghe một chút này âm thanh, đường vũ nhất thời thanh tỉnh lại. Đây là chuyện gì xảy ra? Thế nào lần này nhiều như vậy, trực tiếp 5 triệu? Hệ thống, xảy ra chuyện gì? Khen, bởi vì ký chủ an bài, thánh nhân đại chiến, hồng quân hiện thân, thông thiên tự do. Lời này thật là đơn giản nói, thẳng tới chủ đề suy nghĩ một chút đường vũ liền biết ý gì vốn là hắn còn đang là rồi kiếm tiền mà bận tâm đâu rồi này không thì có rồi không bất quá cùng hắn muốn đổi đổi đồ vật hay lại là kém không ít khí vận giá trị cửu cửu thiên công hắn đã sớm nhìn kỹ bộ công pháp kia đây là bàn cổ đại thần thật sự tu luyện công pháp hiện ở mọi người đều biết cái gọi là cửu cửu huyền công bác cửu huyền công đơn giản đều là cửu cửu thiên công tàn quyển thôi mà tôn ngộ không 72 biến chính là thuộc về bác cửu huyền công trung, hắn và Dương Tiễn đồng thời tu luyện bác cửu huyền công, nhưng là tu luyện lại bất đồng. Bởi vì tu bồ đề cùng Ngọc Đỉnh Chân Nhân lấy được bất đồng tàn quyển. Vẹn vẹn chỉ là bác cửu huyền công tàn quyển, là có thể để cho tôn ngộ không cùng Dương Tiễn lợi hại như vậy. Càng đáng sợ hơn là bác cửu huyền công, chẳng qua chỉ là cửu cửu thiên công tàn quyển, như vậy có thể thấy môn công pháp này bá đạo. Cho nên, đường vũ đã sớm nghĩ xong liền hối đoái nó mặc dù bây giờ tiền còn chưa đủ nhưng là chỉ phải cố gắng đi xuống chung quy có hy vọng không thời điểm biết rõ đến giết chết hai cái bồ tát cái gì sẽ có được bao nhiêu khí vận giá trị phỏng chừng không thiếu được nghĩ tới đây đường vũ không khỏi cười hắt hắt nhìn hắn cười như vậy âm hiểm tôn ngộ không cùng trư bác giới đồng thời không khỏi run rẩy một chút hòa thượng này cũng không giống như nhìn từ bề ngoài như vậy người hiền lành kỳ thực âm vừa so sánh với. Nhìn hắn cười như vậy âm hiểm, liền biết chắc đang đánh đến cái gì ý nghĩ xấu. Phát giác các học trò ánh mắt, đường vũ ho khan một tiếng, nói vớ vẫn lãm nhảm nói, ngộ hố, hai ngốc tử, các ngươi đang nói gì? Sư phó, lão trư cùng ta đây lão tôn nói như lai Phật tổ thành Phật trước một ít chuyện lý thú. Tôn ngộ không đánh phía trước tay, nở nụ cười. Nghe một chút là như lai Phật tổ lúc trước sự tình, đường vũ nhất thời hứng thú. Chuyện gì, nói cho vi sư nghe một chút. Trư bác giới ngu ngơ cười một tiếng, hơi hơi do dự nói, sư phó, ngài biết rõ như lai Phật tổ trên đầu bao sao. Khi không phải Phật môn kết ba sao. Thế nào này hai ngốc tử đột nhiên nói đến chuyện này, chẳng lẽ nói bên trong có cái gì ẩn tình không được. Không biết rõ nhỉ. Mau nói đi. Trư bác giới ho khang một tiếng, chậm rãi mở miệng, Phật tổ đã từng là thông thiên ngồi xuống đa bảo đạo nhân. Nghe trư bác giới chậm rãi nói đến, đường vũ cũng biết rõ là chuyện gì xảy ra. Thì ra đa bảo đạo nhân làm Phật tổ sau đó, tự cho là đúng cho là được rồi, chạy đến trước mặt lão quân đụng vách tường. Lần một lần hai lão quân không phản ứng đến hắn, nhưng là tượng đất còn có ba phần thổ tính đây. Húng chi thái thượng lão quân. Lần một lần hai không để ý tới ngươi, đó là nể mặt ngươi, không muốn cùng ngươi một loại so đo. Sau đó lại đến trước mặt lão quân được nước, Lão quân rốt cuộc nổi giận, kéo cần cổ cho hắn hao tới, chiếu đầu chính là một hồi gọt. Khoanh tròn. Cho nên Như Lai Phật Tổ có một con bao, vốn là muốn muốn tìm Tây Phương Nhị Thánh chuẩn bị đi xuống. Nhưng là nhìn một cái, này nhiều hơn một đầu bao, chính mình từ mi thiện mục mà bắt đầu, vừa vặn phù hợp Phật gia lòng dạ từ bi. Kết quả là, Phật Tổ liền giữ lại, hơn nữa xuống mệnh lệnh, tín đồ đều cần nóng một ít kết ba. Phật môn kết ba cũng như vậy mà tới. Thì ra là như vậy nha. Đường vũ ha ha phá lên cười. Liên quan tới kết ba hắn vẫn luôn cảm giác rất kỳ quái, bây giờ biết. Sáu cái bao là phổ thông hòa thượng, chín bao là phương trượng, đầu đầy bao là như lai. Bao càng nhiều, đại biểu thân phận càng cao. Không nghĩ tới như lai lão nhi thậm chí có như thế chuyện cũ, ha ha, ta đây lão tôn lần sau gặp được hắn, định phải thật tốt bẩn thiểu hắn một phen. Tôn ngộ không dậm chân cười lớn. Ngươi nếu dám bẩn thiểu như lai, like, ngươi xem như lai like quất ngươi không? Hắn bị thái thượng lão quân đánh một con bao, cũng tương tự có thể cho ngươi làm một con bao. Hướng phụ cận nhìn một chút, đường vũ chụp lừa cái mông một chút, tỏ ý nó chân phanh, ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Vừa vặn suy tính một chút phía dưới vấn đề. Nếu như đường vũ không có đoán sai, người kế tiếp kiếp nạn hẳn là tứ thánh thử thiền tâm chính mình có phải hay không là thật chỉnh chết hai cái bồ tát đây nói thật hắn rất động tâm nhưng là được thế nào áp dụng hơn nữa còn có thể thần không biết quỷ không hay này liền khiến người ta cảm thấy khó khăn hắn đang suy tư tây thiên như lai phật tổ cũng tương tự đang suy tư cảm giác đầu có chút loạn cái này không đi được tha một cây hút một hơi thuốc như lai cảm giác đầu của mình trực tiếp sáng sủa lên quan âm tôn giả Văn thù phổ hiện hai vị Bồ Tát, người kế tiếp kiếp nạn còn cần các ngươi đồng thời hết sức hoàn thành. Như thế, các ngươi phải đi đi Lê Sơn, mời ra Lê Sơn Lão Mẫu đi. Vừa nghĩ tới Lê Sơn Lão Mẫu, như Lai có chút lúng túng, đã từng hắn là đa bảo đạo nhân thời điểm, đó là hắn sư tỷ Công Phật chỉ Ba vị Bồ Tát nhận Phật chỉ, đồng thời đi Lê Sơn đi. Như Lai Phật Tổ nói lầm bầm một câu, hy vọng lần này khác đang phát sinh cái gì ngoài ý muốn tây du liên tiếp xuất hiện ngoài ý muốn bây giờ liền như lai phật tổ cũng không xác nhận đứng lên lê sơn lê sơn lão mẫu chính đang tu bổ nghề làm vườn đây đột nhiên nàng ngẩng đầu lên hướng không trung nhìn một chút ba bóng người xuất hiện đồng thời hành lễ chúng ta tham kiến lê sơn lão mẫu lê sơn lão mẫu là cùng như lai đồng bối các nàng theo lý tham bái lại nói lần này tới hay lại là phải cầu cạnh người nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha